Thiên đạo đồ thư quán, Trương Huyền. Trương 3571, nhan nhất tiếu 1. Vốn cho rằng đối phương là vì cho hắn rèn luyện bản thân, lúc không kiên trì nổi, sẽ đích thân ra tay, sẽ không để cho hắn bị tổn thương, không nghĩ tới, vậy mà đi cổ vũ đối thủ. Trải qua việc như vậy, ba người này khẳng định dùng hết toàn lực, còn thế nào đánh? Không bị đánh chết, đã là tốt lắm rồi. Tưởng cái tên này là tới cứu hắn, không nghĩ tới, đào hố to như vậy trên mặt tràn đầy dầu dĩ Phan tiểu phong khóc không ra nước mắt đừng nghĩ nhiều theo ta nói đi làm nhất định có thể thắng nếu không bị loại đừng trách ta không ra tay hỗ trợ thấy bộ dáng của đối phương vô cùng đau đớn trương huyền dở khóc dở cười nói hắn nếu vươn ngón tay một chút muốn thua cũng khó khăn tốt a à. thấy cái tên này không có nói đùa trong lòng đem hắn nguyền rủa không biết bao nhiêu lần Phàn Tiểu Phong lúc này mới hít sâu một hơi, một mặt bi tráng đi tới. Cùng lắm là bị loại, rời đi về sau, nhất định đem chuyện phát sinh ở nơi này, một năm một mười nói cho tộc trưởng. Biết có Trương Huyền ở phía trước, bọn họ muốn chạy trốn cũng khó khăn, thanh niên cầm đầu cùng hai người, liếc mắt nhìn nhau, riêng phần mình lộ ra tia tàn nhẫn. Hô, như là từng đạo gió lốc, ba người đồng thời ra tay. Thời gian nháy mắt, trong không khí nhiều hơn sáu đầu cánh tay, mỗi một cái đều mang lực lượng như lôi đình vạn quân, đem xung quanh phản tiểu phong, lộ tuyến có thể chạy trốn, toàn bộ phong tỏa. Thực lực của ba người này vốn là mạnh hơn so với hắn, giờ phút này cùng phối hợp dùng hết toàn lực ra tay, càng là uy lực vô tận, phổ thông cường giả đại thánh một tầng đụng tới, đều khó mà trốn tránh. Mạng ta xong rồi. Phản tiểu phong lạnh cả người. Audio điện tử võ tấn bền. Còn tưởng rằng, nhiều nhất sẽ bị đánh trọng thương, xem bộ dáng lúc này, có thể còn sống sót đều là mơ tưởng. Ngay tại thời điểm không cách nào kháng cự, tính toán nhắm mắt đợi chết, một cái nhàn nhạt thanh âm vang lên bên tai. Dựa theo sự phân phó của ta đi làm, bộ lý thân pháp thức thứ ba, phối hợp thông minh trưởng chiêu thứ năm thêm thất xảo quyền chiêu thứ hai. Thanh âm lọt vào tai, liền biết là lời nói của Phan Tiểu Húc, mặc dù không biết đối phương vì sao để hắn thi triển mấy chiêu này, nhưng giờ phút này đã không còn đường lui, cắn răng một cái, trong lòng sinh ra một tia tàn nhẫn, liều mạng. Có thể từ bên trong khảo hạch tàn khốc của gia tộc, từng bước một đi đến tình trạng này, đã trải qua vô số đau khổ, nên trong thời gian nháy mắt tâm cảnh liền bình phục lại. Ba bộ võ kỹ trong đầu chậm chạp hiện ra, dưới chân khẽ động, thân thể như nước chảy mây trôi vận chuyển lại. Hô, bộ lý thân pháp thức thứ ba, để hắn đi tới điểm mù công kích của ba người, tay trái thông minh quyền, tay phải thất xảo quyền vừa vặn rơi vào ngực hai cái thanh niên cách đó không xa bành bành ngọc bài trước ngực bị chấn nát trong lúc hai người một mặt khó tin bị đặc thù quang mang bao phủ biến mất tại nguyên chỗ cái này phàn tiểu phong giật nảy mình nhìn hai tay của mình giống như là nhìn quái vật vốn cho rằng sẽ bị đánh chết tại chỗ không nghĩ tới dựa theo lời đối phương nói chỉ một chiêu chẳng những phá giải vây công còn loại đi đối thủ lúc nào bản thân hắn lợi hại như vậy. Ngươi, ngươi, nhìn thấy đồng bạn trong nháy mắt biến mất, thanh niên cầm đầu lộ ra vẻ kinh hoàng, không tiếp tục công kích, kìm lòng không được lui về phía sau. Chiêu số phản tiểu phong vừa rồi bất luận thời cơ, vẫn là phản ứng lúc đối chiến, đều rất diệu đạt đến đỉnh phong, mới một lần liền đem hai người cho đào thải, thời gian ngắn như vậy, có thể làm được điểm ấy, cho dù là hắn, đều xa xa không kịp. Hơn 10 hô hấp phía trước, còn tùy ý để người khác đánh, chớp mắt liền đạt tới loại tình trạng này. Chẳng lẽ thật là dựa theo dặn dò tên kia mà làm? Nhịn không được nhìn về phía thanh niên ngồi ở bên trên nham thạch cách đó không xa, trong lòng nổi lên thao thiên cự lãng. Chương 3572, nhan nhất tiếu khai. Tùy tiện chỉ điểm một cái liền tiến bộ nhiều như vậy. Rốt cục cái tên này mạnh đến mức nào? Tới, đem cái tên này cũng loại đi. Cắt đứt phàn tiểu phong rung động, Trương Huyền nói. Được, nếu như trước đó còn có chút nghi ngờ, giờ phút này, Phan Tiểu Phong đã bội phục vô điều kiện, trong lòng tràn đầy kích động lần nữa hướng về phía trước, đi tới trước mặt thanh niên cầm đầu, năm ngón tay mở ra, lăng không bổ xuống. Hai người cùng một chỗ lần nữa chiến đấu. Lần này Trương Huyền cũng không để hắn tiếp tục chiến thắng nhanh chóng, mà là phân giải điểm yếu công kích của đối phương, lại để cho hắn tự chọn phương thức tiến hành đối kháng. Vừa mới bắt đầu, Phan Tiểu Phong còn có chút không quen tay, tư duy theo không kịp sau mười mấy chiêu đã thành thạo hơn trước đó còn khó có thể nhìn theo thanh niên cầm đầu bóng lưng giờ không còn là đối thủ thình thịch thình thịch ngọc bài trước ngực thanh niên cầm đầu bị một chỉ điểm nát dưới tình huống đầy mặt không cam lòng thân thể bị truyền tống trận bao phủ nhanh chóng biến mất trước mắt hai người tiểu húc nhìn thấy dựa vào thực lực của mình vậy mà vượt qua một vị nửa bước đại thánh phàn tiểu phong đầy mặt khó tin lần nữa nhìn trước mắt thanh niên trong mắt tràn đầy kính nể Khó trách vị này nói, muốn bọn họ chờ lấy, không nghĩ tới mấy ngày không có giao thủ, đã đạt đến loại tình trạng này. Đang muốn nói vài lời lời cảm tạ, liền thấy thanh niên ngồi trên tảng đá, khoát tay áo, quay đầu nhìn về khe núi cách đó không xa, mang theo vui vẻ nói, "Chư vị, nhìn đủ lâu a, à, có hay không nên đi ra?" Ba ba ba. Tiếng nói kết thúc, một tiếng vỗ tay vang lên, ngay sau đó từ chỗ tối trong khe núi, đi ra bảy người nhìn thấy bên cạnh thế mà trốn nhiều người như vậy, hơn nữa nhìn bộ dáng hình như đã kết minh với nhau, Phàn Tiểu Phong trong lòng lộp bộp. Một cái, mặt trở nên hơi trắng bệch. Lúc này mới hiểu được, vì sao vừa rồi Tiểu Húc một mực không động thủ, hẳn là đã sớm phát hiện có người ở bên, thời khắc đề phòng. Chỉ bằng vào chỉ điểm người khác, liền để cái gia hỏa có tu vi bình thường này, thắng liên tiếp ba người, Phàn Tiểu Húc, không nghĩ tới nhiều năm không gặp, người đã đạt tới loại trình độ này. Không sai, người bây giờ đã có tư cách gia nhập chúng ta. Thanh niên đi ở trước nhất, toàn thân áo trắng, vừa rồi tiếng vỗ tay đúng là hắn tạo ra. Là, tử uyên cổ thánh hậu nhân, nhan nhất tiếu. Nhìn rõ ràng hình dáng người này, đứng một bên phàn tiểu phong thân thể băng lãnh, như rớt vào hầm băng, người mạnh nhất trong lần khảo hạch này, không có cái thứ hai. Đại nho đường hàng năm khảo hạch, người tham gia khảo hạch, đều có những ai, không ít người trước thời gian đều sẽ tìm hiểu rõ ràng muốn nói trong mắt mọi người, không muốn nhìn thấy nhất, khẳng định chính là vị trước mắt này. Tử huyên cổ thánh, khổng sư môn hạ 72 thánh đệ nhất nhân, hoàn toàn xứng đáng với danh đại sư huynh, ngay cả chiến lược đệ nhất như nhiễm cầu cổ thánh, cũng phải nghe lời hắn, không dám vi phạm. Trước mắt vị nhan nhất tiếu này, chính là con cháu đời sau, trong thế hệ trẻ tuổi, đều có tên tuổi lẫy lừng. Không nghĩ tới, ở đây gặp được. Gia nhập các ngươi. Trương Huyền không có đối đối phương khiếp sợ, cũng không có xem cái tên này là đệ nhất cao thủ, mà là một mặt thản nhiên nhìn qua. Không sai, mấy vị này, đều là ta để mắt tới, ngươi, ta cũng coi trọng, gia nhập chúng ta, cùng một chỗ đem loại những người khác. Hai tay chắp sau lưng, nhan nhất thiếu thản nhiên nói, trong giọng nói mang theo bá đạo không cho người khác chất vấn. Xấu hổ, ta không muốn bị người coi trọng, cũng không muốn gia nhập. Thấy cái tên này tự nhiên muốn chăm sóc mình. Trương Huyền cũng chẳng muốn nói nhiều. Nhan huynh để ngươi gia nhập, là để mắt ngươi, đừng không biết tốt xấu, không đáp ứng, tin hay không hiện tại liền đem ngươi cho loại, cũng không chừa cho ngươi bất cứ cơ hội nào. Thấy hắn bộ dáng này, một thanh niên sau lưng nhan nhất tiếu cũng nhịn không được nữa, lên tiếng hét lớn. Trường 3573, đội chấp pháp điều động 1. Tần Hiếu là tử phi cổ thánh hậu nhân, một năm trước liền đạt đến thánh vực cửu trọng đỉnh phong, Vốn cho rằng đại nho đường khảo hạch lần này có thể nhẹ nhõm thông qua, không nghĩ tới bị đào thải ở trận đấu vòng loại. Liền xem như bị loại, chỉ cần cẩn thận thêm một chút, thứ tự trước 100 cũng là có thể bảo đảm, đáng tiếc, vận khí không tốt, mới đi vào không lâu, liền gặp người mạnh nhất trong lần khảo hạch này, Nhàn Nhất Tiếu, rơi vào đường cùng, chỉ có thể bị loại. Nhàn Nhất Tiếu là người mạnh nhất lần khảo hạch này, thua ở trong tay hắn, không oan. Sơn Phong bên ngoài Trước đó một người trung niên cùng đứng chung một chỗ với đám người Nam Cung Nguyên Phong đi tới trước mặt. Chỉ cần bị loại, liền sẽ bị trực tiếp truyền tống đến nơi này, để bọn họ những đại nho đường đại nho, có thể trong thời gian thực khống chế tình huống. Nhiễm ung cổ thánh hậu nhân, nhiễm phi. Ta biết không oan, chỉ là có chút không cam lòng thôi. Tần hiếu trên mặt tràn đầy khó xử. Tài nghệ không bằng người ta, đây là chuyện không có cách giải quyết, chỉ bất quá mới đi vào không bao lâu lại ra đến nơi này, thực sự có chút khó chịu. Không có gì không cam lòng, nhan nhất tiếu là nhan thiết đệ đệ, từng chiếm được chỉ điểm của hắn, huống chi, hiện tại tụ tập nhiều người như vậy, tu vi đạt tới đại thánh một tầng, kiến thần bất hoại cảnh giới, muốn vượt qua cũng khó khăn, huống chi là ngươi. Nhiễm phi đại nho cười cười, an ủi, không có gì bất ngờ xảy ra, hắn khẳng định là người cười đến cuối cùng, có thành tích cao nhất. Lần khảo hạch này, muốn bảo đảm mình có thể lưu lại, cơ bản nhất, là loại càng nhiều người, thì thứ tự càng sẽ đến gần phía trước. Vị nhan nhất tiếu này, thực lực bản thân, trong hơn 2.000 người có thể xưng là người đứng đầu, càng là tụ tập được 6, 7 tên cường giả thực lực đứng đầu, bất luận là ai gặp được, đều chỉ có một con đường có thể đi là bị loại, không còn có phương pháp gì khác. Đúng vậy a, à, tử uyên cổ thánh nhất mạch, từ trước tới nay cường giả xuất hiện lấp lấp, đây cũng là chuyện không có cách giải quyết. Tuy là không muốn thừa nhận, Tần Hiếu vẫn là có hơi khó xử gật gật đầu, lời còn chưa dứt, đột nhiên nhìn thấy ánh sáng chợt lóe, một bóng người phù phù. Một tiếng ngã tại mặt đất cách đó không xa. Là tử hằng cổ thánh hậu nhân, thi nguyên, hắn không phải đi theo sau lưng nhan nhất tiếu ư, ta vừa rồi chính là bị loại bởi hắn A. Nhìn rõ ràng ra hỏa đột nhiên rơi xuống, Tần Hiếu vẻ mặt ngẩn ngơ. Trước mắt người này, hắn nhận thức, chính là một trong bảy người liên minh với nhan nhất tiếu, làm sao lại đột nhiên bị loại, truyền tống đến nơi này. Chẳng lẽ, khi nhìn thấy nhan nhất tiếu, còn có người dám động thủ hay sao? Phù phù, ngay lúc đang khiếp sợ, trước mặt một lần nữa bị hoa mắt, lại một bóng người rơi xuống, vẫn như cũ là một trong mấy người liên minh với nhan nhất tiếu. Phù phù, phù phù, phù phù, phù phù, liên tiếp bốn tiếng, lại có bốn người rơi xuống, từng cái trên mặt đầy vẻ khó xử. Bọn họ đều là... Tần Hiếu ngây người. Mấy người này, đều là người quen biết cũ, chính là cùng nhan nhất tiếu liên minh mấy cái, làm sao? Một cái nháy mắt, tất cả đều bị loại. Những người này bị loại, là nhan nhất tiếu ra tay, vẫn là gặp được lợi hại kẻ địch. Cũng nhịn không được nữa, vội vàng hướng về phía trước hỏi các người đây là. Tiếng nói còn không có kết thúc, lại một thân ảnh phù phù. Một cái, rất ở trước mắt. Nhìn rõ ràng dung mạo người này, không chỉ tần hiếu con mắt trợn tròn, một bên nhiễm phi cũng thân thể thoáng một cái, suýt chút nữa ngã sắp xuống. Đúng là người bọn họ cho rằng khẳng định trong lần khảo hạch này đi đến đệ nhất tử huyên cổ thánh hậu nhân, nhan nhất tiếu. Chỉ thấy vị này nội lực quán quân, giấy ruộng từ dưới đất bò dậy, một mặt tức giận chỉ hướng sơn phong trước mắt, cũng kìm nén không được phẫn nộ trong lòng, phàn tiểu húc. Ta thao đại ra ngươi. Nhan nhất tiếu thật muốn khóc. Hắn là kiến thần bất hoại cảnh cường giả, trong lần khảo hạch này định sẽ là quán quân, vốn cho rằng có thể đại sát tứ phương, không nghĩ tới bị phàn tiểu húc, nắm cái cổ ném đi đi ra, giống như một chú gà con, một chút sức phản kháng đều không có. Vô cùng nhục nhã ha hát, nhiễm phi lão sư, ta nghi ngờ, tử trì cổ thánh hậu nhân phàn tiểu húc gian lận, còn xin hàng đội chấp pháp đi vào dò xét. Mắng xong, đi tới nhiễm phi đại nho trước mặt, ôm quyền nói. Gian lận, không sai, ta nửa năm trước gặp qua vị phàn tiểu húc này, tuy là thực lực không yếu, nhưng cùng ta kém một đoạn dài, hiện tại không chỉ nhẹ nhõm đem ta đánh bại, những người này cũng không phải là đối thủ. Nhan nhất tiếu cắn răng nói, tốt, vậy thì ta đi báo tin cho đội chấp pháp, đi vào thẩm tra. Nhiễm phi đại nho gật gật đầu, trường 3574, đội chấp pháp điều động 2. Mặc dù không biết là gian lận như thế nào, nhưng đã có người nói như vậy, hơn nữa còn là nội định quán quân, liền không thể bỏ qua. Lấy ra đặc thù Ngọc Phù đưa tin, đem mệnh lệnh truyền đi qua. Yên tâm, nếu như là gian lận, khẳng định sẽ có dấu vết mà theo, trốn không thoát pháp nhãn của đại nho đường. An bài xong, nhiễm phi đại nho nhìn về phía nhan nhất tiếu trước mặt, an ủi. Nếu là khảo hạch công bằng, tự nhiên không cho phép gian lận, nhưng nếu là thực thực lực thật sự, bị loại, vậy chỉ có thể nói cũng không có phương pháp nào. ừm nhan nhất tiếu thở phào nhẹ nhõm. Ngưa vừa mới nói, Phan Tiểu Húc, người gặp được hắn, mới bị loại. Cái kia bên cạnh có hết thảy bao nhiêu người, mới đưa các người có nhiều cường giả như vậy cho đánh bại. Nhiễm phi đại nho hỏi. Hắn thấy, vị trước mắt này có thể gom góp nhiều cường giả như vậy, đối phương khẳng định cũng làm được. Nếu không, chỉ bằng vào một người, muốn đánh bại cả bảy người liên thủ. Đại thánh nhị trọng, cũng làm không được đi. Hắn, hơi đỏ mặt, nhan nhất tiếu ra mặt co rúm chỉ có một người còn có một tên phàn tiểu phong cũng không có ra tay một người nhiễm phi đại nho ngẩn ngơ các ngươi là đánh tay đôi không phải là chúng ta một đám người vây công hắn nhan nhất tiếu mặt càng đỏ hơn vốn nhìn thấy đối phương thực lực mạnh hắn muốn mời gia nhập kết quả cái tên hàng khó chơi này chọc giận đối phương mới để cho người ta ra tay ai có thể nghĩ tới bên hắn nhiều cường giả như vậy vậy mà đều không có ở trong tay đối phương chống nổi được một hiệp. Một đám người vây công một tên, toàn bộ bị hắn đơn thương độc mã cho loại. Con mắt trợn tròn, nhiễm phi đại nho càng khó tin. Nhan nhất tiếu tuy không muốn thừa nhận, nhưng vẫn như cũ chỉ có thể gật đầu. Cái này, nhiễm phi đại nho khiếp sợ không ngậm miệng được, một người đánh bại nhiều cường giả như vậy, chẳng lẽ vị này phàn tiểu húc đã đạt tới đại thánh nhị trọng cảnh. Còn không có đi vào đại nho đường, liền đạt tới loại cảnh giới này. Đây chắc không phải là thật ha. Tràn đầy rung động, đang muốn hỏi thăm cẩn thận, liền cảm thấy trước mắt ánh sáng lần nữa chấn động, lại một đám người, như mưa rơi phù phù. Phù phù, rơi ở trước mặt, từng người toàn thân tràn đầy chật vật. Là đội chấp pháp. Đội chấp pháp không phải tới loại người khác sao. Làm sao cũng, ra tới đây. Đám người tần hiếu, nhan nhất tiếu tất cả đều thấy trước mắt choáng váng xuất hiện ở trước mặt không phải người nào khác chính là ở trong sơn phong chịu trách nhiệm chấp pháp thành viên của đại nho đường để cho bọn họ đi thẩm tra vị phàn tiểu húc này không nghĩ tới vậy mà tất cả đều bị loại đi ra đây các ngươi cũng không có ngọc bài mà nhiễm phi kìm nén không được nói vị phàn tiểu húc kia đem ta bắt lấy bố trí một cái truyền tống trận đem chúng ta ném ra giấy sụa đứng dậy người phụ trách đội chấp pháp vội vàng giải thích bố trí một cái truyền tống trận, đem người ném ra. Tất cả mọi người đều sững sờ. Bên trong sơn phong, Trương Huyền xoay người liếc mắt nhìn phàn Tiểu Phong đang ngẩn người, đi thôi, đi tìm phàn Tiểu Tinh. mươi 3575, hắn ngộ đến một. phàn Tiểu Phong giờ phút này cảm thấy mình giống như đang nằm mơ. Hắn biết Tiểu Húc là mạnh hơn hắn, thế nhưng chỉ là lợi hại một chút mà thôi, nhưng hiện tại không chỉ có thể đem nhan nhất tiếu, nhẹ nhõm đánh bại, liền đội chấp pháp tới dò xét, đều đem từng cái ném ra ngoài, này cũng quá khỏe khoắn đi. Đừng có đứng ngây ngô ra đó, có người cản đường. Theo ở phía sau đi về một khoảng cách, nghe được tiểu húc thanh âm vang lên, vội vàng nhìn lại, ngay sau đó liền thấy hai vị thanh niên ngăn lại đường đi. Ta liền không ra tay, dựa theo vừa rồi ta nói cho người thử một chút. Trương Huyền thản nhiên nói. Vâng, biết là cơ hội tốt để rèn luyện bản thân, cắn răng một cái, Phàn Tiểu Phong xông về phía trước. Mới vừa rồi cùng tên thanh niên cầm đầu kia chiến đấu, Tiểu Húc chỉ điểm hắn không ít, để hắn có bên trên chiến đấu lĩnh ngộ rất nhiều, giờ phút này từng cái tiến hành ứng đối, quả nhiên thuận buồm xuôi gió. Thời gian không dài, hai vị thanh niên cản đường liền bị loại. Dựa theo loại phương thức này chiến đấu, quả nhiên có thể để cho sức chiến đấu tăng gấp bội. Nhìn kiệt tác trước mắt của mình, Phàn Tiểu Phong kích động khó tự kiềm chế. Đổi lại trước kia, đừng nói đối mặt với hai người, liền một người đều khó mà chống lại, giờ phút này lại có thể nhẹ nhõm đi ánh bại hai người. Lần nữa nhìn về vị phàn tiểu húc trước mắt, trong mắt đã không còn là bội phục, mà là sùng bái. Thực chiến mới là phương pháp nhanh nhất để tiến bộ, đấu vòng loại này, tuy có không ít thiếu hụt, nhưng càng có thể kích phát ham muốn của người chiến đấu, để người đi qua khảo hạch đều trở nên càng thêm cường đại, càng thêm tự tin. Đối mặt vấn đề, không nghĩ tới trốn tránh mà là ứng đối. Biết vị phàn gia hậu bối này, đã từ bên trong chiến đấu có lĩnh ngộ mới, Trương Huyền nói. Việc bị loại này, cùng vận khí cũng có rất lớn quan hệ, gặp phải cường giả chân chính, khả năng không đi được bao lâu liền sẽ bị loại, còn dư lại, chưa chắc là hơn 2.000 người bên trong cường giả đỉnh phong chân chính, nhưng... Vậy thì sao? Có thể kiên trì, sẽ đối với mình có tăng lên cực lớn, chân chính đi vào 100 danh ngạch, tu luyện về sau tuyệt đối sẽ càng lúc càng nhanh. Thiên phú không kém bao nhiêu, tâm cảnh, tự tin, lại thêm nhất định kỳ ngộ, có thể để người ta càng đi càng xa. Ừm, liên tục chiến thắng mấy tên có thực lực không kém hắn nhiều, Phan Tiểu Phong so trước đó tự tin hơn không ít. Trước đó, nhìn thấy đối thủ nghĩ đến nhiều nhất là như thế nào chạy trốn, làm sao để giữ được tính mạng, mà bây giờ, nghĩ tới càng nhiều hơn chính là thế nào loại được đối thủ. Tấn công mới là thủ đoạn phòng thủ tốt nhất. Thấy hắn hiểu được Trương Huyền mỉm cười. Không hổ là thiên tài chưa tử bách gia, năng lực lĩnh ngộ, vượt xa quá trước đó danh sư hắn dạy dỗ qua. Đương nhiên, cùng đám người trịnh dương so, vẫn là kém không ít. Một bên chỉ điểm phàn tiểu phong, đi một bên tìm kiếm phàn tiểu tinh, thần thức dò xét bên dưới, biết đối phương an toàn, Trương Huyền cũng liền chẳng gấp gáp. Một đường tiến lên, phàm là người gặp phải đều sẽ bị loại, kèm theo chiến đấu càng ngày càng nhiều, phàn tiểu phong sức chiến đấu cũng càng ngày càng mạnh, cả người cũng càng thêm tự tin. Sau nửa canh giờ, đi tới rừng rậm Phàn Tiểu Tinh ẩn thân. Phàn Tiểu Tinh thời khắc này, không còn vận khí như trước đó, bị mấy vị tử đệ gia tộc phát hiện. Cứ việc thực lực mấy người này, đơn thuần một người, tu vi so với hắn muốn thấp một ít, nhưng liên hợp cùng một chỗ, đã không phải là mình có thể chống lại. Một mặt lo lắng, trên đầu mồ hôi lạnh ứa ra. Ngay tại thời điểm không kiên trì nổi, thoáng nhìn một cái liền thấy được Phàn Tiểu Húc cùng Phàn Tiểu Phong đang đi tới, con mắt nhất thời sáng lên. Vốn cho rằng, đối phương sẽ trực tiếp xông lại hỗ trợ, thay hắn chặn lại mấy người đang vây công, lại thấy bỗng nhiên rừng ở bên cạnh rừng cây. Phàn Tiểu Húc chỉ tới, thấy không, lúc đối chiến, thường thường một chiêu dùng không tốt, liền sẽ khắp nơi rơi vào thế yếu. Đúng vậy a, à, quả thực dùng 10 phần kém cỏi. Phàn Tiểu Phong gật đầu. Trước đó, hắn cùng Phàn Tiểu Tinh so, kẻ tám là người nửa cân, tu vi không kém bao nhiêu, không nghĩ tới ngắn ngủi nửa canh giờ không gặp, đã yếu thành như vậy. Đổi lại ngươi, thì sẽ dùng cái chiêu số gì? Trương Huyền nhìn qua. Trương 3576, hắn ngộ đến 2. Đây là khảo nghiệm, cũng là rèn luyện. Ta sẽ dùng thiền thủy quyền thức thứ ba, phối hợp linh diệp thân pháp. Không có suy nghĩ nhiều, Phan Tiểu Phong vội nói. Thiền thủy quyền, như bắt cá nước cạn, đối địch nhân nắm chắc hết sức quen thuộc, mới có thể làm đến không có sơ hở nào, nhưng... Người thấy rõ chiêu số của đối phương, đối phương cũng sẽ thấy được chiêu số của ngươi, linh diệp thân pháp quá mức dườm già, ngược lại không thích hợp. Trương Huyền lắc đầu, ta chỉ mới nghĩ lấy biện pháp ứng đối công kích của đối phương, quên mất thiếu hụt của thiền thủy quyền, như vậy, linh diệp thân pháp cũng không tốt, phối hợp thanh ba trường, hẳn là sẽ tốt hơn rất nhiều, đại khái. Bảy chiêu chắc có thể ứng phó được hai chiêu, còn lại, đại khái phải ra 5 chiêu. Tính toán một chút, Phan Tiểu Phong nói tiếp. Ừm, um, Trương Huyền gật đầu. Không uổng một phen dậy dỗ cùng thực chiến, Phan Tiểu Phong quả thực tiến bộ không nhỏ, nhanh như vậy đã có thể suy một ra ba. Bọn họ bên này còn trò chuyện, Phan Tiểu Tinh cách đó không xa sắp khóc. Thiền Thủy Quyền, Linh Diệp Thân Pháp, Thiền Em Gái Ngươi. Có thể một lát nữa rồi trò chuyện tiếp ư, không thấy ta sắp bị đánh chết. Bành bành, trong lòng tràn đầy buồn bực, trên mắt lần nữa bị đánh hai quyền, một mặt bầm đen. Cho rằng hai người kia khẳng định sẽ tới hỗ trợ, lại nghe được thanh âm vang lên lần nữa. Hắn quyền này đánh vào trên mặt, mặc dù sẽ để đối thủ thị lực bị mù trong thời gian ngắn, thậm chí xuất hiện chóng mặt, nhưng đầu luôn là bộ phận được trọng điểm phòng ngự, xác suất bị né tránh rất cao, không cách nào làm hắn chân chính bị thương, đổi lại ngươi, sẽ đánh ở đâu. Ta cảm thấy hẳn là tấn công bắp chân, vừa rồi một quyền này của hắn lực lượng 10 phần, nếu như đánh vào trên đùi, tốc độ thân pháp đối thủ sẽ lập tức bị giảm nhiều, coi như đánh không trúng, cũng sẽ làm cho lực chú ý của đối thủ bị phân tán, như thế lại càng dễ đánh trúng ngọc bài trước ngực. Không sai, đây không phải sinh tử chiến, mà là tìm cách loại đối thủ, ngọc bài mới là mấu chốt nhất. Bành bành, trên mặt phàn tiểu tinh lần nữa bị đập ra hai cái u lớn, miệng đầy máu tươi. Quyền này đâu, Quyền này mặc dù không phải rất thích hợp, nhưng đánh rất tốt, để đối thủ rơi vào trạng thái choáng váng. Nếu như là ta, vừa đánh trúng miệng, chân thuận thế đá ra, tấn công phần thân dưới, như vậy, đối thủ trên dưới đều khó mà chú ý hết, ngọc bài sẽ xuất hiện sơ hở. Chân thuận thế đá ra thật là một chiêu tốt, nhưng người đừng quên, chân khí của mình, không có thể quán thông nhanh như vậy, nhất là công pháp người tu luyện, một khi cưỡng ép tấn công, khi tức gián đoạn, ngược lại sẽ cho đối phương có thể thừa dịp đánh úp ây vậy cái kia làm sao bây giờ suy nghĩ thật kỹ có phải hay không tay trái tấn công ngọc bài dĩ nhiên không phải tay trái tấn công ngọc bài xác suất thành công chỉ có ba thành hơn nữa còn có thể sẽ bị đối phương đánh lén trương huyền không vui vừa khen ngợi một chút cảm thấy cái tên này học tập rất nhanh lập tức liền sụp đổ quả nhiên đều là người đi có thể hay không dụng tâm một chút vậy phải làm thế nào Phàn tiểu phong lại nói hai loại phương pháp chiến đấu, đều bị phủ định về sau, có chút hoảng hốt. Còn có thể làm sao? Trương Huyền chỉ tiếc mài sắt không thành kim, hướng về phía mặt tiếp tục đập A-Hát. Nếu đã chiếm thượng phong, chỉ cần tiếp tục đánh, đối thủ liền sẽ mất đi thế chủ động, từ đó một mực nằm ở trạng thái bị động. Thình thịch, thình thịch, tiếng nói kết thúc, trên mặt phàn tiểu tinh lần nữa chịu mấy quyền. Người nhìn, hắn ngộ đến, Trương Huyền gật đầu. Phàn Tiểu Tinh khóc. Chương 3520, sáng tạo cơ hội. Quả thế, nhìn thấy Phàn Tiểu Tinh quả nhiên bị đánh đầu óc choáng váng, không phân rõ đông nam tây bắc, thậm chí hai mắt đẫm lệ, ánh mắt Phàn Tiểu Phong sáng lên, liên tục gật đầu. Tiểu Húc quả nhiên lợi hại, liếc mắt liền nhìn ra nơi mấu chốt. Nếu như dựa theo phương pháp của hắn, đối thủ làm không cẩn thận sẽ thừa dịp, mà bây giờ, liên tục mấy quyền, tuyệt đối sẽ choáng váng, cuối cùng mất đi cơ hội tuy dùng chiêu số hơi nhiều, lại an toàn hơn không ít, thậm chí sớm kết thúc chiến đấu. Liên tục bị đánh mặt, có phải liền đại biểu không có cơ hội hay không? Trong lòng cảm xúc, Tiểu Húc lại hỏi. Cái này, ta quả thực không biết nên phản kích như thế nào. Dừng lại một chút, Phan Tiểu Phong tràn đầy khó xử. Nếu như đổi lại hắn, bị đánh mấy quyền liên tục, đoán chừng tâm tính sẽ mất cân bằng. Đánh người không đánh mặt, tuyệt đối là vô cùng nhục nhã thật ra thì không biết phản kích thế nào mới là phản kích tốt nhất một mực tấn công mặt ngươi địa phương khác nhất định yếu kém tỉ như trước ngực hoặc dưới hông. trương huyền nói cái này phan tiểu phong giật mình đúng vậy a à, thời điểm chiến đấu đầu lâu bảo vệ là nghiêm mật nhất hắn một mực đánh chứng minh thân thể đã tới gần lúc này không đi quản tất cả tấn công địa phương khác nhất định có thể tạo được hiệu quả rất tốt bành bành thời điểm đối thoại Phàn Tiểu Tinh lại bị đánh trúng đầu, trước mắt nổ đom đóm. Hai người này chỉ biết trang bức, không trông cậy vào được. Nghe hai người càng nói càng nhiều, không có ý tứ ra tay giúp đỡ, Phàn Tiểu Tinh ngừng khóc. Còn nghĩ đồng bạn tới sẽ chịu khổ ít chút, không nghĩ tới càng nhận càng nhiều. Chẳng qua đối phương nói cũng không tệ, mấy tên này một mực đánh mặt hắn, địa phương khác phòng ngựa quả thực yếu đi một ít. Liều mạng, cắn răng một cái, cứng rắn chịu một quyền lại không quản những người khác công kích, túc hạ sinh phong, một cước đạp ra ngoài. Bành! Vừa vặn đá trúng dưới hông một người, ra hỏa này một mực chăm chỉ không ngừng đánh hắn, trong nháy mắt như tôm luộc. Thành công! Thấy nhẹ nhõm liền đạp lăn một cái, trong lòng phần tiểu tinh tự tin, tràn đầy hưng phấn. Tuy hai người này không đáng tin cậy, nhưng nói phương pháp chiến đấu là thật hữu dụng. Một bên dùng chân khí chặn lại mọi người công kích, một bên vảnh tai đối thoại tiếp tục vang lên. Mấy người bọn họ liên hợp, vừa được hắn đạp lăn cái này làm chủ, cái khác làm phụ, mất đi lực công kích, trận pháp tự nhiên loạn, nếu như là ta, lúc này sẽ dùng thanh bình quyền pháp phối hợp lưu thủy chân ý, hẳn có thể kiềm chế lại đối phương. Thanh bình quyền pháp, phối hợp lưu thủy chân ý, quả thực là biện pháp tốt nhất, nhưng hiện tại hẳn nên đánh người áo xám giải quyết lực lượng duy trì trận pháp vận chuyển kia, chỉ cần hắn còn, trận pháp sẽ cực kỳ linh động, tiêu hao tiếp ngươi làm sao thắng được bốn người? Đúng a, à, vậy làm sao giải quyết người áo xám? Rất đơn giản, sử dụng quỳ viễn bộ lui về phía sau, chập ngón tay làm kiếm, đánh lén tay trái ba phần, người áo xám tự nhiên sẽ chủ động xông lên, bị đánh trúng. Thử một chút, nghe đối phương nói, người áo xám sẽ chủ động xông lên bị công kích, phàn tiểu tinh không tin, chẳng qua hiện tại đã không có đường lui, hàm răng cắn chặt, vận chuyển quỳ viễn bộ, thời gian nháy mắt lui về sau 2 mét. Chập ngón tay làm kiếm, bỗng nhiên đâm ra. Hắn vừa lui về phía sau, ba người duy trì trận pháp lập tức bị dẫn dắt. Người áo xám chủ trì trận pháp thân thể thoáng một cái, nhanh chóng tiến lên, vừa vặn đi tới phía trước. Ngọc Bài trước ngực đâm vào kiếm khí. Giang giác, Ngọc Bài vỡ vụn, trong ánh mắt khó tin, bị lực lượng truyền tống bao phủ, biến mất tại nguyên chỗ. Như vậy cũng được, Phan Tiểu Tinh ngẩn ngơ. Còn tưởng rằng hai người đối thoại chỉ là nói mò không nghĩ tới hai lần đều thành công đơn giản giải quyết hai người trong lòng nhất thời hừng hực thẳng đến lúc này hắn mới phản ứng lại đối phương vừa mới bắt đầu thảo luận là nói thẳng ra tất cả mọi người có thể nghe được mà bây giờ là truyền âm chỉ có hắn nghe được xem ra cũng không phải là không muốn cứu bản thân mà là muốn mình giải quyết chiến đấu chỉ là hai người này vốn cùng bản thân không kém nhiều làm sao đột nhiên lợi hại như vậy tùy tiện chỉ điểm cũng có thể nhẹ nhõm chiến thắng. Chẳng lẽ thật sự là trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường, ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê. Biết lúc này không phải thời điểm xoắn suýt, lần nữa vỉnh tai. Đối thoại tiếp tục truyền đến. Tổ bốn người thành trận Pháp đã phá giải, hiện tại có phải công kích một người trong đó không? Dĩ nhiên không phải, trận Pháp phá hoại, hai người khẳng định sẽ chú trọng thiếu hụt của người hơn, tấn công một người mà nói, rất dễ dàng bị một người khác đánh lén, hiện tại muốn làm là ổn định bản thân tận lực phòng ngự phòng ngự vốn nghe đối phương nói cảm thấy rất có đạo lý thi hành hai lần cũng rất có hiệu quả giờ phút này phản tiểu tinh nhịn không được lắc đầu hai người vây công coi như không có trận pháp hắn cũng không đỡ được phòng ngự không phải muốn chết sao mặc kệ bọn hắn hai người này cũng không có khả năng một mực chính xác nghĩ đến hai người không hỗ trợ ngược lại ở một bên xem náo nhiệt Hàm răng liền ngứa, trong lòng hừ lạnh, bàn tay bỗng nhiên khẽ đảo, cuồng bạo tấn công một người trong đó. Ba ba ba, bàn tay cùng nắm đấm của đối phương đối đầu, khí tức cuồn cuộn. Phản Tiểu Tinh đang cảm thấy khí huyết toàn thân thúc giục tới đỉnh phong, sắp một lần thành công, trong lòng đột nhiên run lên, đồng tử co rút lại. Một người khác chẳng biết lúc nào xuất hiện ở phía trước, bành, vừa vặn đá vào chỗ bạc nhược, trong đầu chóng mặt, đầu tựa vào mặt đất, suýt chút nữa ngất đi chủ động tấn công một người, thật đúng là bị một cái khác bắt lấy thiếu hụt. Thanh âm phàn tiểu phong tràn đầy hưng phấn vang lên. Đúng vậy, vừa rồi nếu như chỉ phòng ngự, hai người bởi vì không có trận pháp, lại bị giải quyết hai đồng bạn, khẳng định nóng lòng, lại thêm chúng ta ở một bên xem cuộc chiến, sau ba chiêu sẽ tăng nhanh tốc độ công kích, một khi như vậy, liền có thể thừa dịp. Lúc này, đừng đi tấn công người chủ động tấn công, mà tấn công người không chủ động công kích, người chẳng khác nào chiến thắng thanh âm phàn tiểu húc vang lên. Chiến đấu là tìm kiếm thời cơ, không có thời cơ, vậy thì sáng tạo thời cơ. Hiểu. Phàn tiểu phong liên tục gật đầu. Thời cơ. Cố nén đau đớn trên mặt, phàn tiểu tinh không dám tiếp tục tìm đường chết, giấy ruộng đứng dậy, phòng ngự giọt nước không lọt. Quả nhiên, hai người thấy hắn phòng ngự, đều lộ ra vẻ cảnh giác, từng cái mang theo lo lắng. Một người trong đó nhịn không được nữa, xông về phía trước hắn xông lại, thoạt nhìn lỗ máng, trên thực tế là vì sáng tạo cơ hội cho người thứ hai. Phan Tiểu Tinh cắn răng, lần này không dám lỗ máng, bỗng nhiên co rụt thân thể, vừa vặn đâm đến người thứ hai. Người thứ hai thấy cái thứ nhất lộ ra sơ hở, đang muốn phối hợp, ai nghĩ tới đối phương căn bản không có mắc câu, còn không có phản ứng lại, liền bị đụng trúng mũi, nhất thời máu mũi chảy dài. Thật thành công, nhìn thấy dựa theo đối phương nói, quả nhiên không có thất bại, Phàn Tiểu Tinh kích động lệ rơi đầy mặt. Hai gia hỏa này, thật đúng là không có từ bỏ bản thân A Hát. Hết chương 3520. Chương 3521, Tiểu Lâu La đi qua một bên. Ừm, thấy Phàn Tiểu Tinh dần dần lĩnh ngộ dụng ý của bản thân và Phàn Tiểu Phong đối thoại, Trương Huyền lộ ra nụ cười vui mừng. Mượn thân phận của Phàn Tiểu Húc, tự nhiên phải cho hậu nhân tử chỉ cổ thánh một ít chỗ tốt. Mở miệng chỉ điểm, để cho bọn họ ở trong chiến đấu cảm ngộ, mới có thể lĩnh ngộ càng sâu, sau khi bản thân rời đi, cũng có thể tiến bộ tốt hơn. Thình thịch thình thịch, kích thương hai người, đào thải một người, còn thừa lại một cái liền đơn giản, thời gian không dài, phản tiểu tinh đã giải quyết triệt để. Bóp nát ngọc bài của ba người còn lại, tức giận đi tới trước mặt hai người, muốn chửi một hồi, cuối cùng vẫn ngừng lại, ôm quyền không người. Đa tạ vừa rồi nhắc nhở. Trương Huyền khoát tay áo. Đối phương cảm kích hay không, hắn không thèm để ý, hắn chỉ là làm sự tình bản thân cảm thấy chính xác, bởi vì cho tới nay, đều là một người khiêm tốn, kín đáo, nội liếm mà có tiết tháo cùng đức tính. Chiến đấu mới vừa rồi nhanh như vậy, các ngươi, làm sao có thể liếc mắt nhìn ra bọn họ thiếu hụt, đồng thời cho ra phương pháp giải quyết chính xác. Cảm ơn xong, Phan Tiểu Tinh tràn đầy nghi ngờ. Hắn cùng hai người này tu vi không kém nhiều, làm sao bản thân cũng nhìn không ra, ngược lại hai người nói mỗi một phương pháp chiến đấu, đều vô cùng chính xác giống như có thể thăm dò nội tâm đối thủ vậy là tiểu húc dạy ta phàn tiểu phong tràn đầy hưng phấn chiến đấu phải quan sát ý đồ của đối thủ làm được liệu địch tiên cơ trương huyền nói tiếp mấy loại phương pháp phàn tiểu tinh mê man đối phương nói những cái này chưa từng nghe thấy thậm chí trong tộc chưa từng có truyền thừa phàn tiểu húc làm sao lại biết tu luyện phải suy nghĩ nhiều không phải một mực miệt mài gian khổ Nhìn ra hắn nghi hoặc, Trương Huyền giải thích, tiếng nói chưa kết thúc, đột nhiên quay đầu nhìn bên cạnh. Rầm, tiếng gió rít gào, ngay sau đó nhìn thấy rừng cây bốn phía, vây tới ba nhóm người. Mỗi một nhóm đều có bốn cái, liên hợp cùng một chỗ, là đội ngũ 12 người tạo thành, chia làm ba phương hướng, vây quanh ở bốn phía. Chính là bọn họ, một đường đào thải không ít người, không liên thủ tiêu diệt, chúng ta sớm muộn gì cũng sẽ bị đào thải một thanh niên cầm đầu hừ lạnh. Là một gia hỏa cao mập, dáng người cực kỳ cường tráng, thanh âm ồm ồm, cho người ta cảm giác kim thiết giao kích. Kha kha, có thể đào thải nhiều người như vậy, là cọng dơm cứng. Một thanh niên cầm đầu ở đội ngũ khác cười một tiếng, nhìn qua. Bằng hiếu, làm việc phải chú ý có chừng có mực, thực lực các người mạnh là không sai, nhưng cũng không thể một mực ăn thịt, không cho người khác uống canh. Làm sao, muốn khiêu chiến chúng ta? Phan Tiểu Tinh còn không có lý giải chuyện gì xảy ra, Phan Tiểu Phong tiến về phía trước một bước, nhẹ nhàng cười một tiếng, trên mặt lộ ra tự tin nồng đậm. Vậy thì cùng lên đi. Một đường chạy tới, bọn họ đào thải nhân số không dưới 6-70 người, không có gì bất ngờ xảy ra, thành tích đã chạy tới trước nhất, không để cho người chú ý cũng khó khăn. Không bị người ghen là tầm thường. Một đường nghiền ép, thậm chí còn có một người không ra tay, chiến tích như vậy, không ít đội ngũ liên hợp cùng một chỗ, muốn đào thải bọn hắn. Bởi vì một khi thành công, những thành tích này sẽ chuyển rời đến trên đầu bọn họ, từ đó nhảy lên trở thành đệ nhất. Tiểu Phong, không nghĩ tới tên này lỗ mãng như vậy, xông lên nói trực tiếp như vậy, phàn tiểu tinh sợ hãi đến mặt xanh ngắt. 12 người liên hợp, bị vây công, bị đào thải là tất nhiên, không nắm chặt thời gian chạy trốn, còn nói như vậy, muốn chết phải không? Cùng tiến lên, lên em gái người A-Hát ta hiện tại vừa chiến đấu xong, con mắt không mở ra được, lại cùng bọn họ động thủ, sẽ chết. Để chúng ta cùng tiến lên, tiểu tử, đủ cuồng a hát. Thanh niên cường tráng cười lạnh. Các ngươi đã muốn chết, vậy cũng đừng trách chúng ta không khách khí. Động thủ, bọn họ đã vây công tới, khẳng định sớm thảo luận xong xuôi, kèm theo lời nói, 12 người chậm chạp bước về phía trước, phong tỏa bốn phương tám hướng. Tiểu húc, nhìn thấy nhiều người tuôn qua như vậy, Phan Tiểu Phong chẳng những không cảm thấy căng thẳng, ngược lại càng ngày càng hưng phấn, quay đầu nhìn về phía Trương Huyền, chỉ thấy hắn mặt không hề cảm xúc, cho một cái biểu lộ khẳng định. Phan Tiểu Phong rít lên một tiếng, thẳng tắp vò tới đám người. Không nên lỗ máng. Phan Tiểu Tinh lạnh cả người. Đây chính là 12 người, mỗi một cái tu vi đều không thấp hơn hắn, người quái khiếu sông tới, là không muốn sông ư. Tiểu Húc, nhanh nghĩ biện pháp chạy trốn. Cũng nhịn không được nữa, quay đầu nhìn về phía trương huyền không cần trốn nhìn tiểu phong a à. trương huyền lắc đầu trải qua vừa rồi trò chuyện tiểu phong dường như lại có lĩnh ngộ lúc này muốn chạy trốn trước đó xây dựng lòng tin chẳng phải trực tiếp sụp đổ hắn tự nhiên không cho phép loại tình huống này xuất hiện chúng ta sẽ chết không nghĩ tới vị này giống như đối phương phàn tiểu tinh lay động cảm thấy cả người muốn hộp máu đang không biết như thế nào cho phải chỉ thấy thanh niên cường tráng tổ chức mọi người, đã vòng qua phản tiểu phong vào tới trước mặt. Phần Phật, năm ngón tay mở ra, như một quạt hương bồ to lớn, thẳng tới đầu lâu của phản tiểu húc, giống như muốn trực tiếp đánh giết hắn. Tên này không thi triển lực lượng, cho người cảm giác chỉ là thánh vực cửu trọng phổ thông, nhưng toàn lực phát huy mới phát giác, đã đạt tới nửa bước kiến thần bất hoại, thời thời khắc khắc đều có thể thi triển ra lực lượng mạnh nhất, làm cho không người nào có thể chống lại. Hết rồi sắc mặt phàn tiểu tinh trắng nhợt vừa rồi hắn có thể thắng được bốn người kia là bởi vì tu vi đối thủ yếu hơn hắn dù vậy thiếu chút nữa cũng bị đánh thành bánh bao thịt người trước mắt cuồng mãnh như vậy bốn phía cũng đều là cường giả nhìn chằm chằm lần này khẳng định tai kiếp khó thoát đang kêu rên nghĩ đến sau khi bị đào thải đi đâu uống rượu tiêu sầu chỉ thấy phàn tiểu húc bị công kích nhướng mày cũng không tránh né một bàn tay nghênh đón tiếp lấy đùng tay của thanh niên còn chưa tới trước mặt bàn tay của hắn đã quất vào mặt đối phương cái trước tại nguyên quay hai vòng chỉ cảm thấy trước mắt tràn đầy ngôi sao ngươi quay vài vòng khôi phục lại thanh niên cường tráng nổi giận đang muốn ra tay đùng lại một bàn tay quất vào mặt lại quay hai vòng tiểu lâu la đi qua một bên đừng tới đây làm loạn trương huyền hừ lạnh ta thanh niên cường tráng muốn nói ngoan thoại nhưng nghĩ tới đối phương hai tay như linh dương móc sừng không có dấu vết tìm kiếm, lập tức kìm nén sắc mặt đỏ lên, một câu cũng nói không ra. Chẳng lẽ, bản thân thật sự là tiểu lâu la, không xứng đối phương ra tay. Vội vàng nhìn lại phản tiểu phong sông vào đám người, chỉ thấy đã có bốn người nằm ở trên mặt đất, tuy tu vi tên này không bằng bản thân, nhưng chẳng biết tại sao, chiến đấu thuận buồm xuôi gió, như lang vào bầy dê, người của mình không ai có thể chống nổi ba chiêu. Tốt, ta đi chiến đấu với hắn. Thanh niên cường tráng xoay người vào tới Phản Tiểu Phong. Con mắt Phản Tiểu Tinh chừng đến sắp rơi trên đất. Ai con mẹ nó có thể nói cho ta biết, đến cùng xảy ra chuyện gì hay không? Làm sao ngắn ngủi nửa canh giờ không gặp, Phản Tiểu hút cùng Phản Tiểu Phong đều trở nên cổ quái như vậy. Ta không phải đang nằm mơ chứ. Trong nháy mắt triệt để hoảng hốt. Hết chương 3521. Chương 3522 thật là đúng dịp người cũng vậy. Quảng trường ngoài sơn phong, thương Ngô ở dưới lực lượng truyền tống trận, không có khống chế tốt thân thể, ngã xuống đất, con mắt nhìn chừng chừng trên không, cảm giác có chút nghi ngờ nhân sinh. hắn là truyền nhân của tử tú cổ thánh, thiên tri kiêu tử chân chính, từ trong ngàn vạn tộc nhân trổ hết tài năng, nhưng đến nơi này, phối hợp mấy đồng bạn, vây công người thực lực thấp hơn mình, kết quả bị đối phương nhẹ nhóm đào thải càng nghĩ càng thấy xấu hổ không có cách nào gặp người. Giấy rụa đứng dậy, đang định bụng mặt, lặng lẽ rời đi, liền nghe một thanh âm kinh ngạc vang lên. Thương ngô, người cũng bị đào thải, không nghĩ tới ở đây nhìn thấy. Ngay sau đó một bóng người đi tới trước mặt. Nhìn rõ ràng bộ dáng người này, thương ngô sững sờ. Hề Uyên, sao người cũng ở nơi đây? Hề Uyên là hậu nhân của tử tích cổ thánh, hai người quan hệ khá tốt, thường xuyên cùng một chỗ giao đấu, thực lực không kém bao nhiêu, hắn bị đào thải nhanh như vậy, cảm thấy rất mất mặt, không dám gặp người, không nghĩ tới bản thân còn bị đào thải nhanh hơn. Vậy mà tới trước một bước, ai, không nói, công kích một người thực lực yếu, muốn bảo vệ danh ngạch, không nghĩ tới bị đá ra. Hề Uyên cười khổ lắc đầu, người cũng bị người thực lực thấp hơn đào thải. Thương ngô chấn động, kìm nén không được, không biết người kia là ai. Không nói cũng thế, nói ra mất mặt, thực lực của người này chỉ là thánh vực cửu trọng đỉnh phong phổ thông cùng ta còn kém một đoạn dài hệ uyên hơi đỏ mặt cũng là thánh vực cửu trọng đỉnh phong phổ thông đến cùng là ai thương ngô vội vàng nói là hậu nhân của tử trì cổ thánh phản tiểu phong hệ uyên lúng túng nói quả nhiên là hắn ta cũng bị hắn đào thải trong mắt thương ngô tràn đầy khó tin người cũng bị phản tiểu phong đào thải hệ uyên sửng sốt Đúng vậy, hắn một người cùng 12 người chúng ta đối chiến, chúng ta toàn bộ đào thải. Thương ngô vội vàng giải thích, lời còn chưa dứt, một thanh âm ngạc nhiên vang lên. Người cũng bị phản tiểu phong đào thải, thật đúng dịp, chúng ta cũng bị hắn đào thải, hắn một người đánh ba người chúng ta liên thủ. Ngay sau đó bốn người đi tới. Thật khéo, chúng ta cũng vậy. Lại tới ba cái. Thật sự là trùng hợp, chúng ta cũng vậy, thật thê thảm a -hát lại tới năm cái. Chúng ta không tính thảm, nhìn thấy đám người nhan nhất tiếu không? Hình như cũng bị hậu nhân tử chỉ cổ thánh đào thải. Lại có mấy người đi tới trước mặt. Khóe miệng thương ngô giật một cái. Đào mắt, đã vây tới hơn 40 người, vậy mà đều bị phản tiểu phong đào thải. Chẳng lẽ tính sai? Tấn công nhiều người như vậy, sẽ không bị thương, không hao tổn chân khí ư. Đừng chán nản, đi theo ta. Thấy bộ dáng của hắn, một thanh niên cười đi tới trước mặt. Ừm, nhận ra thân phận người trước mắt, hậu nhân của tử tích cổ thánh bá tự, lúc này gật đầu, theo ở phía sau. Bá tự mang theo thương ngô, ở trong đám người đi tới trước mặt một đống thanh niên bị đào thải khác. Các ngươi tốt, chúng ta là bị hậu nhân của tử trì cổ thánh đào thải, không biết các ngươi là. Thật đúng dịp, chúng ta cũng vậy. Chúng ta cũng vậy. Đồng bệnh tương liên A-Hát, sau này mọi người sẽ là bạn tốt một hồi náo nhiệt, lại hơn 10 người xông tới. Rời khỏi đám người này, lại đi tới trước mặt một đám người khác, còn chưa kịp nói chuyện, chỉ thấy đối phương tiến lên đón. Bị phàn tiểu phong đào thải sao? Chúng ta cũng vậy, rốt cuộc tìm được tổ chức. Thương ngô! Hắn lúc này thật cảm thấy sắp khóc. Mọi người chú ý, chúng ta muốn thành lập một liên minh tên hậu nhân tử trì cổ thánh đào thải, có nguyện ý tham gia không? Một thanh âm vang lên. Ta báo danh ta cũng tới. Một hồi hưởng ứng. Đột nhiên, thương ngô cảm thấy bị người thu vi thấp hơn mình đào thải, không những không xấu hổ, còn có chút đắc chí, tràn đầy vinh dự. Vậy thì hết rồi. Trợn mắt nhìn về phía trước, Phan Tiểu Phong không có biến hóa chút nào, Phan Tiểu Tinh cảm thấy nhân sinh quan của mình triệt để lật đổ. Đối mặt 12 người này, hắn ngay cả cơ hội chạy trốn cũng không có, Tiểu Phong cùng mình thực lực tương đương, vậy mà xông tới đào thải toàn bộ. Trong vòng nửa canh giờ ngắn ngủi, đến cùng đã trải qua cái gì, vì sao có biến hóa to lớn như vậy? Phan Tiểu Phong gật đầu, không để ý tới hắn mà đi tới trước mặt Trương Huyền. Lần này, ta đánh thế nào? Trong ánh mắt mang theo căng thẳng, giống như học sinh thấy được lão sư. Thế nào? Ánh mắt Trương Huyền hưu quệ, không nhấc lên được tinh thần, khoát tay áo. Bình thường đi, cũng chẳng muốn nói. Chỉ điểm lâu như vậy, trải qua nhiều chiến đấu như vậy, lại còn đánh thành bộ dáng này, may mắn không phải bản tôn, nếu không mất mặt cũng muốn mất chết. Trương huyền hắn, truyền thụ cho nhiều đệ tử như vậy, cái nào không phải tên tuổi lẫy lừng, đối với chiến đấu có lĩnh ngộ siêu cường, mà cái này. Trước đó còn nghĩ, hậu nhân của chư tử Bách ra học tập rất nhanh, có thể suy một ra ba, ai biết. Làm cho giống thật mà là giả. Ta, ta sai rồi, ta biết đánh không tốt. Nhìn bộ dáng của hắn, Phan Tiểu Phong biến sắc, trong thanh âm mang theo run rẩy. Có thể có thành tựu hiện tại, đều là vị trước mắt này chỉ điểm, nếu không muốn nói, còn làm sao tiến bộ. Cái này còn gọi đánh không tốt. Phàn tiểu tinh ngây ra như phóng, nắm lấy tóc, vẻ mặt điên cuồng, theo không kịp tư duy của hai người. Biết là tốt rồi. Trương Huyền xoay đầu lại. Vừa rồi chiêu thứ ba đi vào đám người, rõ ràng có thể dùng thông tí quyền, lấy tiêu hao đơn giản nhất, đào thải người áo xám kia, vì sao phải dùng kinh tiền thủ đi công kích phía bên phải. Người có biết như vậy, sẽ lãng phí ba chiêu, ba chiêu lâu như vậy, một khi người khác phản ứng lại, chết cũng không biết chết như thế nào. Còn có một cước kia, rõ ràng có thể trước thời hạn tránh đi, lại đón đỡ, lộ ra người có chân khí hộ thể, hay thân thể cứng rắn. Trương Huyền càng nói càng tức, nói một hơi bảy tám chỗ thiếu hụt, mỗi một cái đều thẳng vào yếu hại. Ta, Phan Tiểu Phong nói không ra lời. Chiến đấu mới vừa rồi rất nhanh, không nghĩ tới tiểu húc một chiêu một thức đều nhớ rõ ràng, hơn nữa tất cả thiếu hụt đều khác ở trong óc. Vốn dùng sức một người đào thải 12 người, tràn đầy kiêu ngạo cùng tự hào, nghe nói như thế, mới biết kém vẫn rất xa. Còn có không gian tiến bộ càng lớn. Tiểu phong đánh lợi hại như vậy, cũng có nhiều thiếu hụt thế kia, nhãn lực của tiểu húc. Phan tiểu tinh không ngừng nuốt nước bọt. Cho tới giờ khắc này, hắn rốt cuộc minh bạch, vì sao ngắn ngủi nửa giờ không gặp, Phan Tiểu Phong biến hóa lớn như vậy. Đều là công lao của Phan Tiểu Húc. Tiểu Húc, xin dạy ta, ta cũng muốn trở nên mạnh mẽ giống như Tiểu Phong. Phan Tiểu Tinh kìm nén không được, cũng tới trước mặt, thành khẩn ôm quyền, không còn tâm tính kiêu ngạo như trước đó. Hết chương 3522. Chương 3523, hậu nhân của Tử Lộ Cổ Thánh. Trọng Khánh là hậu nhân của Tử Lộ Cổ Thánh, lần đấu vòng loại này là người phụ trách đại nho đường trước đó ở trên không trung tuyên đọc quy tắc đúng là hắn không giống các lão sư khác sau khi hắn mở ra trận pháp liền trở về phòng cũng không đợi chờ ở khu đào thải một lần tuyển chọn tân sinh mà thôi biết kết quả là tốt lấy thân phận của hắn còn không đáng thời khắc chú ý cầm lấy bút lông chậm rãi viết công văn mùi mực lan tỏa thể chữ tinh tế mà ẩn chứa ý vị vừa nhìn liền biết tâm cảnh của hắn yên bình như nước không có chút gợn sóng nào hô một bóng người xuất hiện nhìn hắn chậm rãi viết chữ lông mày nhíu một cái trọng huynh ngươi làm sao còn ở nơi này mau tới xem một chút đi lần khảo hạch này có chút không đúng nếu như trương huyền ở đây khẳng định có thể nhận ra người vừa mới tiến tới chính là lão bằng hiếu nam cung nguyên phong nguyên phong ngươi lại gấp gáp ta một mực nói ngươi tâm cảnh không đủ vững còn không tin bọn tiểu bối khảo hạch mà thôi có gì khẩn trương nếu ngươi không thay đổi được loại cục diện này sau này muốn tiến thêm một bước gần như không có khả năng đầu lâu không nhấc cũng biết thân phận người trước mắt bút lông trong tay trọng khánh không ngừng trọng huynh dậy phải nhưng bây giờ căn bản không an tĩnh được a hát đấu vòng loại đã triệt để loạn nam cung nguyên phong vội nói loạn có gì mà loạn trọng khánh vẫn không ngừng đầu lãnh đạm hỏi bị đào thải quá nhanh, quá nhiều, ta sợ không kiên trì được ba canh giờ sẽ hoàn tất. Hơn nữa không ít người chúng ta trước đó để ý, hơn nữa thực lực mạnh đều bị đào thải, chân chính lưu lại, chưa chắc là thực lực xếp hạng trước 100. Nam Cung Nguyên Phong có chút lo lắng. Hắn ở hiện trường, nhìn rõ rõ ràng ràng. Hạt giống đứng đầu nhất như nhan nhất tiếu cũng bị đào thải, cao thủ khác trước đó để ý, cũng nhao nhao té ngựa. Nguyên nhân chỉ có một, gặp hậu nhân của tử trì cổ thánh chỉ cần gặp được, khẳng định sẽ bị đào thải, đã thành thiết luật, như vậy tuyển chọn 100 người, không còn là công bằng, mà là xem vận khí có thể gặp phải bọn họ hay không. Một hồi khảo hạch, diễn biến thành như vậy, để hắn làm sao không gấp gáp. Ồ, như vậy chẳng phải càng tốt hơn. Dường như đã sớm biết điểm ấy, Trọng Khánh cũng không ngoài ý muốn, bút lông lần nữa dính mực, dưới ngòi bút rồng bay phượng múa, nhẹ nhàng cười một tiếng. Rất nhiều hậu nhân của chư tử bách gia tranh lệch cũng không lớn, chúng ta chỉ là muốn 100 người mà thôi, còn là ai cũng không trọng yếu. Chỉ cần có thể thông qua khảo hạch, trải qua đại nho đường bồi dưỡng, đều sẽ càng đi càng xa. Cũng đúng, thấy đối phương bình tĩnh như vậy, lòng khẩn trương của Nam Cung Nguyên Phong cũng giảm bớt. Bọn họ muốn chỉ là trước 100 mà thôi, còn là ai? Có quan trọng sao? Đấu vòng loại, là công bằng, người bị đào thải, chỉ nói rõ không có thực lực, không trách được những người khác. Tuy như vậy, nhưng bây giờ phần lớn tu luyện giả đều bị cùng một nhóm người đào thải, hơn nữa càng ngày càng nhiều, bị đào thải thậm chí thành lập liên minh. Nam Cung Nguyên Phong nói tiếp, bị cùng một nhóm người đào thải, ai, nhan nhất tiếu, hay đoan mộc hiểu? Trọng Khánh hỏi, cũng không phải là hậu nhân của tử trì cổ thánh. Nam Cung Nguyên Phong nói, hậu nhân của tử trì cổ thánh, hiển nhiên cũng không nghĩ tới, Trọng Khánh sửng sốt một chút. Phan Tiểu Húc, Phan Tiểu Phong. Đối với chư tử bách gia báo lên danh ngạch, đặc biệt nhìn qua, nhớ rất rõ ràng. Đúng, Nam Cung Nguyên Phong gật đầu. Hậu nhân của tử trì cổ thánh, một mực không có quá nhiều người xuất chúng, lần này có thể trổ hết tài năng, cũng coi là hậu tích bạc phát. Quên đi, để cho bọn họ chơi đùa, tất cả mọi người đều có cực hạn, hiện tại dẫn trước, không có nghĩa là một mực dẫn trước. Chúng ta cần phải làm chính là nhìn, không cần thiết lẫn vào cảm xúc một câu vẻ mặt của trọng khánh vẫn không thay đổi bút lông trong tay tiếp tục viết mắt thấy một bộ thư pháp sắp hoàn thành tốt a à, nếu ngươi có lời này tâm cảnh lại vững như vậy ta cũng không có gì đáng nói thấy đối phương trầm ổn như vậy nam cung nguyên phong thở phào nhẹ nhõm vừa định rời đi đột nhiên nghĩ tới một việc xoay đầu lại a à, đúng rồi hội trưởng liên minh hình như là cháu trai ruột của ngươi trọng tử huân phần phật bút lông bỗng nhiên cắm vào trên tờ giấy vạch ra một vết mực đen kịt trọng khánh ngẩng đầu lên cháu trai hắn năm nay cũng tham gia khảo hạch vốn cảm thấy nhất định có thể lưu đến cuối cùng cái này hội trưởng liên minh có ý tứ gì hắn bị đào thải tuy khó tin trên mặt vẫn giữ vững bình tĩnh trọng khánh nhịn không được nói đúng vậy bị đào thải rất sớm cho nên cực kỳ tự hào lại thêm thân là một trong mấy người tổ chức phần lớn đều lấy hắn như thiên lôi sai đâu đánh đó. Nam Cung Nguyên Phong giải thích. Xuất sinh, Trọng Khánh siết chặt nắm đấm. Làm sao sinh ra một bại gia như vậy? Bị đào thải, không chỉ không lấy làm hổ thẹn, còn lấy làm vinh. Trở về nhất định phải dạy dỗ. Quên đi, tùy hắn chơi. Tức giận chợt lóe lên, sau đó Trọng Khánh lắc đầu. Dù sao lần này hậu bối ta phái tới khảo hạch, chừng tám người, trọng tử huân bình thường bị ta làm hư, mới có loại hành động không ổn trọng này, những người khác chắc chắn sẽ không xuất hiện vấn đề như thế. Những người khác, khóe miệng Nam Cung Nguyên Phong giật một cái. Người nói là đám người trọng tử Phong, trọng tử Dư, trọng tử Hiên. Trọng Khánh gật đầu, mấy người bọn họ thận trọng. Bọn họ cũng sớm bị đào thải, là đám đầu tiên gia nhập liên minh, nếu không phải bọn họ bỏ phiếu, trọng tử huân làm sao lên làm hội trưởng. Nói đến đây, Nam Cung Nguyên phong cảm xúc nói thật tử lộ nhất mạch các ngươi thật sự là quá đoàn kết tâm cảnh cũng quá tốt bị đào thải người khác đều đau lòng các ngươi có thể tổ chức thành liên minh ta cũng cực kỳ bội phục giang giác một tiếng vang giòn bút lông trong tay trọng khánh bị bóp gấy, vẻ mặt xanh như cỏ non một đám nhiệt xúc hiện tại ta liền đi đánh chết bọn họ hô trong nháy mắt thân ảnh trọng khánh biến mất ây nhìn trọng huynh mới vừa rồi còn trầm ổn như băng trực tiếp nổ tung bay đi, Nam Cung Nguyên Phong gãi đầu một cái, vẻ mặt im lặng. Náo loạn hồi lâu, cái gọi là tâm cảnh trầm ổn, là vì không quan hệ bản thân, có liên quan rồi, cũng không vững vàng a. À. Bất quá, không thể không nói, Phan Tiểu Húc, Phan Tiểu Phong, Phan Tiểu Tinh thật đúng là diệu nhân. Tử lộ cổ thánh nhất mạch khảo hạch tám người toàn bộ đào thải, thật chỉnh tề, thật là tuyệt. Hơn nữa, mấu chốt nhất là, bất kể là ai, mặc kệ quan hệ sau lưng, chỉ cần gặp liền đào thải, không có chút lưu tình, làm như vậy, thật không sợ đi vào đại nho đường bị gây khó dễ. Phải biết, mặc dù đại nho đường là 72 cổ thánh liên thủ xây dựng, mỗi một vị cổ thánh đều có hậu nhân phân bố trong đó, nhưng thực lực cũng không cân đối. Không nói cái khác, tựa như từ lộ cổ thánh nhất mạch của Trọng Khánh, ở trong đó có quyền lên tiếng rất lớn, cường giả rất nhiều. Tùy tâm đào thải, không quan tâm, đằng sau khẳng định không có thuận lợi như vậy, có điều nhìn hành động của ba người này, không có ăn thiệt thòi chút nào, đến cùng sẽ phát sinh cái gì, thật đúng là để người chờ mong a à hát. Hết chương 3523. Chương 3524, thông qua khảo hạch, thình thịch thình thịch bành. Liên tục đánh bại hơn 10 hậu nhân cổ thánh liên hợp cùng một chỗ, đồng thời đào thải, phản tiểu tinh hưng phấn con mắt đỏ lên. Cùng tiểu húc học chưa tới một canh giờ, chỉ bằng vào chính hắn, đã đào thải không dưới 300 người loại tốc độ tiến bộ này, đổi lại trước kia, nằm mơ cũng không dám nghĩ, mà bây giờ chân chính thực hiện. Bất quá, so sánh với phản Tiểu Phong, vẫn kém không ít, cái tên này đã đào thải không dưới 700 người. Còn Tiểu Húc, căn bản không có ra tay, một mực đi theo phía sau bọn họ, chỉ cần hai người mình hơi không đúng liền quát tháo, nguyên nhân chính là như vậy, mới có thể trong khoảng thời gian ngắn, nắm giữ tiến bộ to lớn như vậy. Lúc này mới ra bộ dáng, rèn luyện một chút, Củng cố tu vi chân chính, hẳn có thể đột phá. Nhìn hai người đánh bại một nhóm cuối cùng, Trương Huyền thỏa mãn gật đầu. Tuy hai người này có chút ngốc, nhưng lấy năng lực của hắn, vẫn thành công để cho thực lực bọn họ tăng vọt không ít. Sau lần khảo hạch này, bất luận tâm cảnh hay thực lực, hai cái này đều có bay vọt về chất, còn cuối cùng có thể đạt tới cảnh giới gì thì không phải hắn có thể nắm trong tay. Đấu vòng loại chỉ còn lại 100 người, khảo hạch trước thời hạn kết thúc kèm theo âm thanh vang dội, mọi người cảm thấy bị một cỗ lực lượng đặc thù bao phủ, sau một khắc, đồng loạt xuất hiện ở trước quảng trường. Trương Huyền nhìn hai bên, phát hiện bốn phía không nhiều không ít vừa vặn một trăm người, trừ ba người bọn họ, hầu như người người đều có thương tích, thoạt nhìn rất chật vật. Có thể ở trong hơn hai ngàn người lưu lại, những người này thoạt nhìn phổ thông, thật ra thì từng cái đều có bản lĩnh đặc thù, đương nhiên, điều kiện tiên quyết là không có gặp được ba người bọn hắn chúc mừng chư vị, trở thành học sinh mới của đại nho đường năm nay. Con mắt trọng khánh đảo qua đám người trương huyền, ra mặt co lại, tuy có loại xúc động muốn xông tới đánh người, nhưng cuối cùng vẫn ngừng lại. Bị người đào thải, chỉ có thể nói hậu bối của mình tài nghệ không bằng người, đi làm khó người thắng trận, coi như hắn ở đại nho đường địa vị kính trọng, cũng khinh thường đi làm. Trọng Khánh nói tiếp, một lát nữa, mỗi người sẽ dựa vào ngọc bài đổi lấy một chữ vật giới chỉ, bên trong có con đường cùng phương pháp đi vào đại nho đường, cùng công pháp, tài nguyên tu luyện xung kích cảnh giới kiến thần bất hoại. Trong 3 ngày, dựa vào thực lực bản thân đi vào đại nho đường, là học viên chân chính, cái này không tính khảo hạch, đối với các ngươi mà nói, hết sức dễ dàng, nhưng trước thời hạn nói cho một tiếng, đi vào càng sớm, càng có thể lựa chọn lão sư, đối với tu luyện về sau có trợ giúp càng lớn. Nếu đại nho đường là học viện, thì giống như những học viện khác, lão sư lựa chọn học sinh, Học sinh cũng có thể lựa chọn lão sư. Mỗi lão sư danh ngạch học sinh là có hạn, người tiến vào trước, có cơ hội lựa chọn lão sư tốt hơn, được tài nguyên cũng khẳng định không giống. Tốt, sao ngọc bài trước ngực lên đi. Kèm theo thanh âm, ngọc bài trước ngực mọi người đồng loạt bay lên, sau một khắc, 100 chữ vật giới chỉ bay về phía mọi người. Ngón tay Trương Huyền nhẹ nhàng bóp một cái, nhẫn rơi vào lòng bàn tay, tinh thần khẽ động, đồ vật bên trong xuất hiện quả nhiên là công pháp đột phá kiến thần bất hoại, danh sư đại lục không có pháp quyết thống nhất, nơi này đồng dạng không có, nhưng công pháp này chỉ rõ phương hướng, chỉ cần chăm chú tu luyện, đột phá sẽ trở nên dễ dàng rất nhiều. Trừ công pháp còn có một viên đan dược, tố lực đan cấp 9. Sau khi dùng, có thể để thân thể và chân khí được rèn luyện, từ đó cảm nhận được cảnh giới kiến thần bất hoại, vì đột phá tăng thêm tỷ lệ thành công. Cuối cùng là một ngọc bài. Lấy ra, nhẹ nhàng điểm một cái, cái gì cũng không cảm ứng được. Trên ngọc bài này có trận pháp, muốn nhìn rõ nội dung bên trong, nhất định phải phá giải trận pháp mới được, thật ra thì cũng là một loại khảo hạch của đại nho đường. Thấy hành động của hắn, Phan Tiểu Phong dường như biết cái gì, giải thích nói: "Khảo hạch, nếu như có ít người không am hiểu trận pháp thì sao?" Trương Huyền nhìn qua, có người tinh thông trận pháp, liền có người không am hiểu, đối với loại người này dùng khảo hạch có chút không quá công bằng. Trận pháp trên ngọc bài cũng không phức tạp, khó ở tinh tế, coi như tinh thông trận pháp cũng không có ưu thế quá lớn, cần khống chế chân khí từng chút một phá giải, tinh điêu tế chắc, nói là khảo hạch, trên thực tế cũng là đốc xúc người đi vào đại nho đường, không chỉ coi trọng chân khí mạnh mẽ, độ chính xác cũng có yêu cầu rất lớn. Phan Tiểu Phong nói tiếp, Trương Huyền hiểu được, Phan Tiểu Phong cùng Phan Tiểu Tinh, từ khi đi vào Sơn Phong đến bây giờ, Tu Vi không tăng thêm, Lượng chân khí cũng không có tăng cường, nhưng sức chiến đấu tăng không chỉ một lần, để vô số cường giả chịu thiệt, trọng yếu nhất chính là khống chế lực lượng chính xác. Không lãng phí lực lượng, tấn công không kém mảy may, sức chiến đấu tự nhiên tăng lên gấp bội. Thần thức đảo qua ngọc bài, quả nhiên thấy được vô số bí văn, một đạo tiếp một đạo, muốn giải khai, cần khống chế chân khí rất tỉ mỉ. Đối với những người khác mà nói, rất khó, nhưng đối với hắn mà nói, không tính là gì bàn tay nhẹ nhàng vỗ. Phần Phật, phòng ấn lập tức mở ra, nội dung trong đó đi vào trong óc. Chính là vị trí cùng phương pháp đi vào đại nho đường chuẩn xác. Đại nho đường quả nhiên không ở chung quanh đây, mà cách nơi này chừng một vạn dặm, muốn đi vào trong đó, cần phải mượn ngọc bài trong tay, tiến lên lộ tuyến đặc thù. Tốt, hiện tại chư vị có thể phá giải trận pháp trong ngọc bài. Thấy tất cả mọi người lấy ra ngọc bài, Trọng Khánh nhìn quanh một vòng, nói. Đại nho đường từ trước đến nay, một vị tiên tổ tốc độ nhanh nhất, từng ở trong 3 canh giờ phá giải phong ấn, thành công tiến vào. Gần trăm năm nay, tốc độ nhanh nhất là hậu nhân khổng sư, khổng thi giao, 3 canh giờ rưỡi, hoàn thành phá giải. Sau đó là hậu nhân của tử huyên cổ thánh, nhan tiết, 4 canh giờ. Trong các ngươi, chỉ cần có ở trong một ngày hoàn thành, coi như đột phá cực hạn. Trận pháp trong ngọc bài, thoạt nhìn đơn giản, trên thực tế thao tác rất khó, không có tâm cảnh ổn định, cùng lực khống chế chân khí siêu cường, muốn làm được, gần như không có khả năng. Cho dù hiện tại đại nho đường đệ nhất thiên tài khổng thi giao, cũng dùng trọn vẹn ba canh giờ rưỡi. Trước thời hạn khuyên bảo một câu, không nên gấp cầu thành, nếu không nóng lòng, ba ngày không hoàn thành được, cho dù thông qua được tuyển chọn, cũng không cách nào trở thành đệ tử đại nho đường. Trọng Khánh hừ một tiếng, bàn tay nhẹ nhàng vạch một cái. Phần phật, trước mắt một bình chứng tựa như mặt kính xuất hiện ở trước mặt mọi người. Đây là truyền tống trận đặc thù, chỉ cần các người phá giải phong ấn trong ngọc bài, sẽ bị hút vào trong đó, sau đó dựa theo phương pháp đặc thù đi vào đại nho đường. Hiện tại bắt đầu phá giải phong ấn, ta muốn nhìn, trong các người nhanh nhất sẽ hao phí bao lâu. Trọng Khánh hử lạnh một tiếng, lời còn chưa dứt, đột nhiên nhìn thấy bình chướng lay động. Ngay sau đó, một bóng người chậm rãi bay lên, bàn chân nhẹ nhàng chui vào đã phá giải. Bốn phía lặng ngắt như tờ. Hết chương 3524. Chương 3525, Trọng Khánh thăm dò. Cái này, Trương Huyền khó xử. Hắn phá giải ngọc bài, nhưng lấy tính cách của hắn, khẳng định sẽ khiêm tốn chờ phản Tiểu Tinh và phản Tiểu Phong cùng một chỗ đi vào, ai ngờ đối phương không theo quy củ ra bài, làm ra cái bình chướng gì. Chỉ cần phá giải sẽ bị hút vào. Không kịp chuẩn bị a -Hát. Nhìn phía dưới vô số khuôn mặt kinh ngạc tựa như muốn phát điên, Trương Huyền tràn đầy bất đắc dĩ, đành phải mở miệng cổ vũ. Mọi người cố gắng, ta đi đầu một bước, qua nhìn một chút. Đi đầu một bước, người cái này con mẹ nó là một bước ư, là rất nhiều bước có được hay không? Khổng thi giao cũng dùng 3 giờ rưỡi, hắn dùng, không đến một cái hô hấp. Ngọc bài của hắn có phải hỏng hay không? Người cả nghĩ quá rồi, đại nhau đường lấy ra đồ vật, sao có thể hỏng? một cái hô hấp phá giải phong ấn còn là người sao phía dưới tất cả mọi người đồng thời nổ tung trọng khánh đại nho vừa nói xong ghi chép ít nhất là ba canh giờ người một cái hô hấp liền phá giải có cần nhanh như vậy hay không không riêng gì mọi người ra mặt đám người trọng khánh cùng nam cung nguyên phong cũng co rúm vốn cho rằng trong khóa khảo hạch này ra một người một ngày có thể tiến vào là tốt lắm rồi làm sao cũng không ngờ tới toát ra một quái thai như vậy đám người trọng tử huân là bị tên này đào thải trọng khánh kìm nén không được hỏi ừm nam cung nguyên phong gật đầu bất quá hắn không có ra tay xuất thủ là phàn tiểu phong cùng phàn tiểu tinh hắn ở bên cạnh chỉ điểm chỉ bằng vào chỉ điểm để hai người này đào thải tám hậu nhân của ta ít hầu căng lên trọng khánh khó tin người khác không biết thực lực tám hậu nhân của hắn nhưng hắn rõ rõ ràng ràng vì có thể thông qua lần khảo hạch này còn đặc biệt huấn luyện cường hóa, dựa theo tình huống bình thường, coi như tám người bọn họ gặp được nhan nhất tiếu, cũng có cơ hội chạy trốn, mà bây giờ cả ổ bị người bưng. Hơn nữa không phải tự mình ra tay, chỉ bằng vào chỉ điểm. Loại năng lực này, xem như hắn cũng rất khó làm được. Có muốn lưu lại, kiểm tra ngọc bài của hắn một chút hay không? Một trung niên đi tới. Không cần, có thể được bình chứng thu nạp, chứng minh là dựa vào bản lĩnh thật sự mở phong ấn, đằng sau còn có các lão sư khác bình chứng xúc động, bọn họ khẳng định biết giờ phút này ra tay ngăn cản đã chậm. Trọng khánh lắc đầu, không nói thêm lời mà nhìn về phía phản tiểu tinh cùng phản tiểu phong tràn đầy nghi ngờ. Khẩu nhân của tử trì cổ thánh từ trước tới nay đều ở cuối xe, lúc nào trở nên lợi hại như vậy? nhẹ nhàng thoáng một cái đi tới trước mặt hai người các ngươi cộng lại đào thải một nửa nhân số, ta muốn nhìn có phải thật siêu phàm thoát tục không người có thể đối kháng hay không. Không biết đại nho đo lường thế nào. Hai người phàn tiểu phong đồng thời ôm quyền. Đã trải qua đấu vòng loại, tâm cảnh của bọn hắn đều có biến hóa rõ ràng, nắm giữ tự tin mạnh hơn, cho dù đối mặt đại nho cũng không có sợ sệt như vậy. Rất đơn giản, ta áp chế tu vi tương đương các ngươi, sau đó. Cùng tiến lên, thắng được ta, chứng minh quả thực nắm giữ lực lượng vô địch cùng cấp bậc. Trọng Khánh nhàn nhạt nhìn qua hắn là bất hủ cảnh đại viên mãn, cho dù đè thấp tu vi, tầm mắt cùng kiến thức cũng bầy biện ở đó, dù hai người nghịch thiên, tới giao đấu cũng không có bất kỳ phần thắng nào. Được, liếc mắt nhìn nhau, hai người đồng thời gật đầu. Thấy bọn hắn đồng ý, Trọng Khánh vẫy tay một cái, áp chế khí thức trên thân lại, mặc dù như thế, vẫn cho người cảm giác phiêu giật, để cho người ta không dám tùy tiện xâm phạm. Các người động thủ trước đi. Trọng Khánh đứng tại chỗ không động đậy, vẫy tay một cái bất kể nói thế nào, hắn cũng là cao thủ, cường giả đại thánh sống mấy trăm tuổi, coi như đè thấp tu vi, cũng khinh thường chiếm tiên cơ của hậu bối. Vậy chúng ta liền không khách khí. Trong nháy mắt chân khí trong cơ thể phàn tiểu phong, phàn tiểu tinh tăng lên tới cao nhất, hoàn thành thuế biến. Đào thải cùng cấp bậc, thậm chí cao hơn một cấp, cộng lại chừng hơn một ngàn người, bọn họ sớm đã tạo thành bản năng phản ứng, biết vị trước mắt này đè thấp tu vi, cũng không thể nào là bọn họ có thể chống lại, vừa ra tay liền không giữ lại chút nào. Phần Phật, thân ảnh hai người như thiểm điện đi tới trước mặt, một trước một sau, một cái tấn công ngực, một cái tấn công phía sau lưng. Thật không tệ, nhìn thấy tốc độ của hai người, xuất thủ quả quyết, Trọng Khánh thỏa mãn gật đầu. Khó trách có thể đào thải nhiều người như vậy, mấy vãn bối của mình cũng không chịu đựng nổi, hai cái này, quả thực có bản lĩnh hơn người. Không nói cái khác, chỉ nói ra tay liền ra tay, không có chút dây dưa dài dòng, liền để không biết bao nhiêu người hâm mộ mà không học được. Bất quá, chỉ là như vậy, muốn thắng hắn gần như không có khả năng. Bởi vì mục đích cùng chiêu số của hai người đã sớm bị hắn nhìn thấu, không có chút bí mật đáng nói. Thậm chí, sau đó sẽ thi triển chiêu số nào cũng bị suy tính rõ rõ ràng ràng, muốn đánh tan liên thủ. Chỉ trong một chiêu mà thôi. Than thở một tiếng, thân ảnh thoáng một cái, song trường tách ra nhanh chóng ép xuống, muốn đồng thời đẩy lùi hai người, để cho bọn họ rõ ràng chênh lệch. Bàn tay vừa mới tách ra, chân khí không có quán thâu, chỉ thấy hai người nhanh chóng vào tới, đột nhiên biến thành hai bên trái phải, một cái quyền trái, một cái quyền phải, đồng thời đập tới khuôn mặt. Cái gì? Đồng tử co rụt lại, trọng khánh thiếu chút nữa ngất đi. Dựa theo hình thức chiến đấu bình thường, bọn họ không phải là công kích thăm dò, sau đó mượn lực lượng phối hợp, ép bản thân không cách nào chống cự ư. Làm sao rõ ràng chiếm cứ vị trí tốt, lại đột nhiên biến chiêu. Hơn nữa, đồng thời đánh mặt, thật được sao? Hừ, trong lòng tức giận, song trưởng bỗng nhiên nâng lên, chặn lại nắm đấm của hai người, vừa định cho hai người này một bài học, để cho bọn họ biết trời cao đất rộng, liền cảm thấy ngực cùng dưới hông đau đớn kịch liệt. Vội vàng cúi đầu, lúc này mới phát hiện, bàn chân của phàn tiểu tinh chẳng biết lúc nào đá vào lồng ngực hắn, chân của phản tiểu phong thì đá vào dưới hông a à hát trọng khánh kêu thảm bay ngược ra trùng trùng điệp điệp ngã xuống đất như một con tôm luộc chín mặc dù hắn là bất hủ cảnh nhưng dưới hông dù sao cũng là vị trí không cách nào tu luyện cực kỳ yếu kém bị một cước đá trúng không có vỡ vụn tại chỗ cũng rất không tệ huống chi hai người trước mắt sợ không cách nào đánh bại đặc biệt tăng thêm lực lượng đau đớn kéo tới trọng khánh chỉ cảm thấy mồ hôi ứa ra răng giác, răng giác, chân khí giải phong, khôi phục lại bất hủ cảnh, lúc này mới phục hồi từ từ, vừa định nói chuyện, liền nghe hai người trước mắt đè thấp thanh âm nói. Cảm giác rất yếu a hát. Không phải giả chứ, đây quả thật là đại nho. Trong mắt phàn tiểu tinh, phàn tiểu phong đồng thời xuất hiện mê man, nghi ngờ nhân sinh. Đại nho của đại nho đường, trong lòng bọn họ đều là tồn tại vô địch, một chiêu không kháng nổi, liền bị đá như con tôm. Làm sao để cho người ta khó tin như vậy? Rất yếu, giả. Trọng Khánh lắc lư một cái, trong miệng ngậm một ngụm máu tươi. Tâm, triệt để loạn. Hết chương 3525. Chương 3526. Chiêng đồng. Trọng Khánh từ trước tới nay chú trọng kiềm chế cùng tâm cảnh, lúc rảnh rỗi không ngừng luyện chữ, nguyên nhân chính là như vậy, thư pháp có trình độ kinh người, không ít cường giả đặc biệt tới cầu chữ của hắn, chỉ vì tính tâm an thần dựa theo tu vi cùng kiềm chế của hắn một lần khảo hạch phổ thông căn bản không có cách ảnh hưởng nhưng tám hậu nhân của hắn bao quát cháu trai ruột của hắn ở bên trong đều bị đào thải vốn muốn thử xem hai người kia sâu cạn không nghĩ tới đường đường nhân vật nổi danh đại nho đường thế mà bị khinh bỉ rất yếu yếu em gái người a -Hát. ta yếu chỗ nào tuy tức giận nhưng cũng nhịn không được nhớ lại chiến đấu mới vừa rồi Mặc dù hai người sử dụng không phải trận pháp, nhưng phối hợp hoàn mỹ không một tỷ vết, hầu như không có thiếu hụt, cho dù hắn là bất hủ cảnh đại viên mãn, cũng không có nhìn ra bước tiếp theo, lúc này mới trúng chiêu. Đây là, phàn tiểu húc chỉ điểm các ngươi. Máu tươi sắp phun ra nuốt trở về, hít sâu một hơi, trọng khánh nhịn không được nhìn qua. Tuy trước đó chưa thấy qua hai người này, nhưng nhìn qua tài liệu tương quan, dựa vào bản thân tuyệt đối không có khả năng lĩnh ngộ võ kỹ lợi hại như vậy vâng hai người phàn tiểu phong gật đầu thật ra thì bọn họ cũng có chút choáng váng vốn cho rằng đại nho giảm thấp tu vi cực kỳ cường đại không nghĩ tới dùng phương pháp chiến đấu của phàn tiểu húc cũng yếu giống như gà con không đỡ nổi một đòn nói như vậy chỉ cần bọn họ chăm chỉ tu luyện cùng cấp bậc đã có thể làm được vô địch vậy các ngươi có biết những chiêu số này là ai truyền thụ cho hắn không trọng khánh hỏi là chính hắn lĩnh ngộ phàn tiểu phong nói Trước đó đặc biệt hỏi thăm qua, đối phương cũng trả lời, nói là trên đường tới, đốn ngộ tâm đắc. Bản thân lĩnh ngộ, thiên tư này. ngẩng đầu nhìn về phía trên không, hô hấp của Trọng Khánh có chút rồn rập. Chỉ bằng vào bản thân lĩnh ngộ, liền sáng chế kỹ xảo chiến đấu lợi hại như vậy, lại thêm trong nháy mắt phá giải trận pháp trên ngọc bài, thiên phú mạnh mẽ, quả thực nghe rợn cả người. Nguyên Phong, mấy người các ngươi nhìn bọn họ, ta về đại nho đường trước, nhìn xem đến cùng hắn chọn ai làm lão sư. Hắn kìm nén không được, xoay người rời đi. Mặc kệ vị này lựa chọn ai làm lão sư, mình cũng phải xử lý tốt quan hệ, chỉ cần không vẫn lạc, nhất định tiền đồ vô lượng. Trương Huyền không biết Trọng Khánh đã bị hai người phàn tiểu tinh đánh một trận, hắn giờ phút này, dựa theo ngọc bài bày ra phương hướng, không ngừng tiến lên. Nói thật, hắn rất muốn khiêm tốn, đáng tiếc thực lực không cho phép A-Hát giờ phút này người thứ nhất đi vào đại nho đường, khẳng định giấu giếm không được. Bất quá không quan trọng, chỉ cần không bày ra thân phận người từ ngoài đến, được đồ vật xong xoay người rời đi, chắc hẳn cũng sẽ không dẫn tới náo động quá lớn. Hô! Phi hành phút chốc, trước mắt xuất hiện một tia sáng, ngay sau đó nhìn thấy một không gian gấp to lớn xuất hiện. Cái không gian này càng thêm ổn định, cho người ta một loại cảm giác trở lại danh sư đại lục, linh khí cũng tương tự một ít thánh địa, tiến vào bên trong, lỗ chân lông toàn thân không tự chủ được mở ra tham lam hấp thu trước mắt vô số cung điện đứng sừng sững cả đám đều phong cách cổ xưa tựa như kiến tạo vài vạn năm đến biết đây chính là đại nho đường trương huyền lắc người một cái bay xuống dưới còn chưa hạ xuống chỉ thấy một đạo hào quang nhanh chóng bắn tới quang mang không có tính tấn công đi tới trước mặt liền ngừng lại là cái chiêng đồng to lớn thẳng tắp bay đến dưới chân ngay sau đó một cỗ lực lượng khổng lồ không ngừng đè ép, giống như ngăn cản hắn rơi xuống đất, đưa hắn đến trên không. Cũng là khảo nghiệm, lông mày trương huyền dương lên. Sắp đến đại nho đường, đột nhiên nhiều ra một cái chiêng đồng, muốn đẩy hắn trở về, rõ ràng là tiến hành khảo nghiệm A. Tới cũng đã tới, khảo nghiệm lại coi là cái gì. Trương huyền lắc đầu, không nghĩ nhiều nữa, bàn chân bỗng nhiên bước ra, lực lượng trong cơ thể dọc theo bàn chân tuôn xuống. Hô, chiêng đồng không chịu nổi thẳng tắp sông xuống dưới trương huyền mỉm cười theo sát bay xuống đại nho đường lối vào một hàng trung niên đứng thẳng có nam có nữ từng cái đều mặc quần áo tương tự đám người nam cung nguyên phong vừa nhìn liền biết là đại nho nơi này từ lúc khảo hạch xong đến khi bọn họ tới nơi đây ít nhất cũng phải một ngày đến sớm như vậy có phải quá nóng lòng hay không một trung niên phụ nhân cười khanh khách đi tới chúng ta sốt ruột người không phải như vậy sao không vội vã vậy tới làm gì nghe khẩu khí của nàng một trung niên nói ta chỉ là muốn nhìn một chút lần này có thiên tài gì hay không trung niên phụ nhân hừ nhẹ một tiếng lại không cùng hắn nói nhiều mà quay đầu mật tuyên người mang tới cái chiêng đồng kia làm gì mọi người nhìn lại quả nhiên thấy một trung niên nhanh chân đi đến trên đầu có một cái chiêng đồng to lớn không ngừng xoay tròn che khuất ánh nắng cái chiêng đồng này là bảo vật Mật Tuyên vừa mới luyện chế thành công, không ở trong nhà nghiên cứu mang tới làm cái gì? Ha ha, các ngươi đều hẳn phải biết, Thiên Phú huyết mạch của ta là lực lượng. Thứ này là ta chuyên môn dùng để khảo hạch tân sinh. Mật Tuyên cười ha ha một tiếng. Khảo hạch tân sinh? Trung niên phụ nhân cười lạnh. Thứ này vô cùng nặng nề, không phải là muốn dùng nó đập chết tân sinh chứ? Đương nhiên không thể. Mật Tuyên lên tiếng Bất quá ta sẽ để cái chiêng đồng này chấn thí sinh mới tới trở về, chỉ cần hắn có thể ở trên chiêng kiên trì 10 cái hô hấp, liền có thể trở thành đệ tử của ta, truyền thụ y bát. Kiên trì 10 cái hô hấp, chưa tỉnh ngủ sao? Nghe được hắn nói, mọi người đều hít vào một ngụm khí lạnh. Cái tên này lực lớn vô cùng, chiêng đồng càng mạnh mẽ vô song, cả hai phối hợp, bọn họ cũng chưa chắc chống lại được, đừng nói thánh vực cửu trọng. Ông, lời còn chưa dứt, trên không đột nhiên nổ vang, quang mang đại thịnh. Có người phá giải phong ấn, muốn thông qua, ngày hôm nay làm sao nhanh như vậy? Tất cả mọi người ngẩn ngơ, còn tưởng rằng phải chờ thêm một ngày, không ngờ thời gian nháy mắt liền đến. Nhanh như vậy liền phá giải phong ấn, khẳng định lực lượng không yếu, vừa vặn để cho ta thử uy lực chiêng đồng một chút. Mật tuyên cười một tiếng, bàn tay run lên, chiêng đồng lập tức bay đi, nháy mắt liền che đậy mặt trời. Âm âm. Còn không có bay đến trên không, một tiếng càng thêm to lớn vang lên, bay ngược trở về. Không nghĩ tới chiêm đồng còn không có chặn cửa vào, liền bay ngược trở về, lông tơ toàn thân dựng lên, Mật Tuyên vội vàng vận chuyển lực lượng ngăn cản, lúc này mới cảm thấy trên chiêm đồng, dường như có một thế giới đang nghiền ép, căn bản không phải hắn có thể chống lại. Nhanh hỗ trợ, thân thể nhanh chóng hạ xuống, không thể kiên trì được nữa, vội vàng la lên. Vẻ mặt tất cả mọi người đồng thời thay đổi vội vã xông lên bầu trời nghinh đón, phốc phốc phốc, vừa tiếp xúc chiêng đồng, mọi người đều miệng phun máu tươi, bị một cỗ lực lượng nghiền ép, phù 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 phù, một đám đại nho như sủi cảo rơi xuống trên mặt đất, ầm, uhm, chiêng đồng rơi trên mặt đất, mọi người toàn bộ lún xuống, không nhìn thấy tung tích, hô, đám người này vừa bị đập xuống dưới đất, một bóng người liền xuất hiện ở trên chiêng đồng, nhìn hai bên một vòng mày nhân lại. Không phải nói có rất nhiều đại nho lão sư nghinh tiếp ư. Làm sao một cái cũng không thấy được. Trương Huyền lắc đầu, đầy mặt bất đắc dĩ, tiếp tục bay đi. Hết chương 3526. Chương 3527. Phan Tiểu Húc hung mãnh một. Xem ra quy tắc trên ngọc bài viết cũng không phải thật. Dựa theo phía trên viết, đi vào đại nho đường sẽ có lão sư nghinh đón, sau đó có cơ hội lựa chọn, mà tới trước mặt, mới phát hiện chỉ có một cái chiêng đồng, cái gì cũng không có. Hẳn là tới quá nhanh, còn không người phản ứng lại. Trương Huyền nói thầm một tiếng, không có tiếp tục chờ người, thẳng tắp bay về phía trước, rất nhanh biến mất tại nguyên chỗ. Vừa tiến vào đại nho đường, cảm thụ không gian pháp tắc cùng nồng độ linh khí trước mắt, không có chú ý dưới chiêng đồng có người, một cước đạp xuống, dùng lực cũng không lớn. Cho nên một đám đại nho dù dùng hết toàn lực, lại không để hắn chú ý tới. Giống như voi dẫm lên kiến, cũng không cảm giác được người sau dùng hết toàn lực phản kháng, tranh lệch quá lớn, đã có thể tự động không để ý. Vèo, trương huyền biến mất không lâu, trọng khánh xuất hiện ở trước chiêm đồng, mê man nhìn một vòng, lông mày đột nhiên nhảy dựng. Vội vàng dùng lực, qua không biết bao lâu, chiêm đồng mới được nhấc lên lần nữa. Phía dưới hơn 10 vị đại nho, phảng phất như dùng hết lực lượng, Nằm trên mặt đất không có chút hình tượng nào, từng cái vẻ mặt trắng bệch, khóe miệng tràn đầy máu tươi. Mật Tuyên, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Nhìn mọi người sắp tắt thở, Trọng Khánh nhịn không được nữa. Những đại nho này đều là cường giả siêu cấp của đại nho đường, dựa theo tình huống bình thường, hẳn là bày ra bản lĩnh, nghênh đón tân sinh, làm sao đều nằm ở dưới chiêng đồng, giống như cá chết? Có phải có người phá giải phong ấn, đi vào hay không? Mật tuyên giấy ruộ đứng dậy, biểu lộ muốn khóc. Ừm, hậu nhân của tử trì cổ thánh Phan Tiểu Húc. Trọng Khánh sừng sốt một chút, con mắt trợn tròn, tràn đầy khiếp sợ. Đây là, hắn làm, đến cùng xảy ra chuyện gì? Mật tuyên tràn đầy khó xử giải thích. Ta tế ra chiêng đồng, vốn định tìm kiếm một người có thể ở phía trên kiên trì 10 cái hô hấp, không nghĩ tới bị người một cước đá xuống. Vì phòng ngừa bị lật đổ, tất cả mọi người liều mạng ngăn cản, kết quả ngươi cũng thấy đấy. Một cước đá bay chiêng đồng, các ngươi nhiều người như vậy, đều không có chặn lại. Trọng Khánh có chút sụp đổ, sắp bị dọa sợ. Cái này sao có thể, người tới chỉ có thánh vực cửu trọng đỉnh phong. Chiêng đồng là đại thánh trí bảo, một cước bước lên, phá vỡ lực lượng của mật tuyên cùng hơn 10 vị đại nho. Ba cái như hắn gộp lại cũng không làm được, đối phương một thánh vực cửu trọng đỉnh phong. Đùa giỡn sao? Thánh vực cửu trọng tuyệt đối không có loại lực lượng này, thậm chí đại thánh cũng không làm được, đây là cổ thánh mới có. Mật tuyên lắc đầu, cổ thánh vô cùng nặng nề, tựa như một thế giới, nếu như thêm vào tốc độ phi hành mà nói, rất dễ dàng có thể làm ra cử động vừa rồi, thậm chí bản thân còn không hiểu rõ tình hình. Nếu như vị này là cổ thánh, xuất hiện loại tình huống này, rất có thể, thánh vực cửu trọng mà nói, tuyệt đối không thể. Trọng khánh cao mày, ta tự mình đo lường qua, phàn tiểu húc là huyết mạch của tử trì cổ thánh, hơn nữa đám người phàn tiểu phong có thể làm chứng, không thể giả được. Trọng yếu nhất là, thật có cổ thánh sông tới, trận pháp của đại nho đường sẽ tự động kích hoạt, cổ thánh ngủ say cũng sẽ tỉnh lại, nhưng bây giờ động tính gì cũng không có. Đại nho đường giống như danh sư đường cùng đại gia tộc, phần lớn thời gian cổ thánh đều ngủ say, một khi có người cùng cấp bậc sông tới, sẽ kích động lực lượng, để hắn tỉnh táo. Giờ phút này yên tĩnh như nước, liền có thể chứng minh không có cổ thánh sông vào nhưng không phải mà nói, tình huống trước mắt lại giải thích như thế nào. Bất kể là ai, tìm được trước lại nói. Biết nói nhiều hơn nữa vô dụng, nhất định phải tìm được người, mới có thể xác định, mật tuyên lại không nói nhảm, thu hồi chiêng đồng, thẳng tắp bay về phía trước, đám người trọng khánh theo sát phía sau. Thời gian không dài, nhìn thấy một thân ảnh, đứng ở trên quảng trường cách đó không xa, một bên vào đầu, một bên tràn đầy nghi ngờ. Chính là Phan Tiểu Húc vừa rồi đi vào dầm mọi người rơi xuống vây hắn vào giữa các ngươi là trong ánh mắt tràn đầy mê man phàn tiểu húc một bộ vì cái gì ta ở đây nơi này là đại nho đường ngươi vừa thông qua khảo hạch phá giải phong ấn đi tới nơi này hơn nữa để chúng ta bị thiệt lớn ngươi đến cùng là ai trong đám người một vị đại nho nhịn không được nữa đại nho đường thông qua khảo hạch ta khảo hạch xong rồi phàn tiểu húc giật nảy mình càng thêm mê mang. Chịu thiệt, cái gì chịu thiệt? Giả ngu vô dụng, là thực lực gì, ta vừa đo liền biết. Thấy hắn biểu tình như vậy, giống như mất trí nhớ, lại một vị đại nho cười lạnh, ngón tay câu ra, một quyển sách xuất hiện ở trên không, trang sách mở ra, ánh sáng bao phủ xuống. Chí bảo đại nho đường chính thân bí điển. Có thể dò xét tu vi thật sự cùng huyết mạch của một người, không cách nào giả mạo, nghe nói là năm đó bốc thương cổ thánh dựa theo nguyên lý minh lý chi nhãn viết thành, nắm giữ năng lực loại bỏ hư giả. Ông, Phan Tiểu Húc giống như bị ánh sáng bao phủ, chân khí trong cơ thể lưu chuyển phương hướng cùng cường độ, rõ ràng hiển lộ ra, thậm chí màu sắc cùng đẳng cấp huyết mạch cũng có thể thấy rõ ràng. Quả thực là huyết mạch của tử trì cổ thánh, thánh vực cửu trọng đỉnh phong. Mọi người nhân mày lại, càng thêm kỳ quái. Trải qua bí điển dò xét, thân phận người trước mắt này không có sai lầm chút nào, không thể giả được. Nhưng thánh vực cửu trọng đỉnh phong, thật có thể để bọn hắn không hề có lực hoàn thủ. Một cái hô hấp liền phá vỡ phong ấn đi vào nơi đây, càng chỉ điểm người khác, tùy tiện đào thải hơn một ngàn người. Để cho ta thử thực lực của ngươi một chút. Mọi người tràn đầy không hiểu, trọng khánh bước ra một bước. Lần này hắn cũng không áp chế tu vi ở thánh vực cửu trọng, mà là đại thánh nhất trọng kiến thần bất hoại. Phan Tiểu Phong, Phàn Tiểu Tinh cùng cấp bậc đều để hắn chịu thiệt, vị này chỉ điểm người, đề cao một cấp thăm dò, dù sao lấy năng lực trưởng khống lực lượng của hắn, coi như đối phương muốn bị thương cũng không dễ dàng như vậy. Âm âm, không cho Phàn Tiểu hút bất kỳ cơ hội phản ứng nào, Trọng Khánh vỗ xuống một trường, giống như tinh thần rủ xuống, sông lớn sôi trào, dù áp chế tu vi đến kiến thần bất hoại, lấy tu vi của hắn, mọi người bốn phía cũng cảm thấy hô hấp gấp gáp, đồng loạt lui về phía sau. Phan Tiểu hút càng biến sắc, sợ tới mức toàn thân run rẩy. Chí nhớ của hắn chỉ dừng lại ở bên ngoài sơn phong, bị người kêu đi, sau đó. Tỉnh lại là đến nơi này, một vị đại nho không nói hai lời liền ra tay. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Giờ phút này không cho phép hắn suy nghĩ nhiều, vội vàng lui về phía sau. Đối phương là kiến thần bất hoại, tuyệt không phải hắn có thể chống lại, không tránh, vô cùng có khả năng bị đập thành bánh thịt. Vèo! còn không có phản ứng lại, thân thể liền bay ngược ra, bước ra bảy tám mét, giống như thuấn di. ầm, um, công kích của trọng khánh rơi trên mặt đất, đập ra một cái lô to. cái này là chuyện gì xảy ra? không có phản ứng đến bản thân lại có tốc độ như vậy, sắc mặt phàn tiểu húc trắng nhợt, thân thể cũng không nắm giữ được, dừng bước, không tự chủ té ngã trên đất. hắn chỉ muốn lui về phía sau một bước, dựa theo tình huống bình thường, có thể được hơn 10 mét là tốt lắm rồi hiện tại trực tiếp tăng gấp mấy chục lần, đi đến 7-800 mét. Làm sao làm được? Ta là ai? Đây là đâu? Phàn Tiểu Húc lại bắt đầu mê mang. Hết chương 3527. Chương 3528. Phàn Tiểu Húc hung mãnh hai. Thân pháp này, mấy người mật tuyên thì đồng tử co rụt lại. Bọn họ có thể nhìn ra, vị trước mắt này chỉ vận dụng lực lượng thánh vực cửu trọng, nhưng nhoáng một cái, đại thánh nhất trọng cũng khó mà đuổi kịp. Tốc độ nhanh nghe giận cả người. Một chiêu đánh hụt, Trọng Khánh không có kinh ngạc gì. Cùng cấp bậc, ngay cả Phan Tiểu Phong cùng Phan Tiểu Tinh cũng đánh không lại, vị này chỉ điểm bọn hắn, có thể tránh né cũng không kỳ lạ, phun ra một ngụm trọc khí, đạp chân xuống, theo sát tới, như bóng với hình, bàn tay nâng lên, phối hợp thân hình mạn thiên phi vũ, tựa như bão tuyết bay tán loạn, để Phan Tiểu Húc rơi vào trong đó, chạy trốn không được. Vẻ mặt mật tuyên nghiêm túc là tuyệt kỹ độc môn của trọng khánh đại nho, đại tuyết mạn thiên. Đừng nói cùng cấp bậc, coi như áp chế đến thánh vực nhị trọng cũng không chống đỡ được. Hắn am hiểu lực lượng, dốc hết sức phá vạn pháp, tu luyện võ kỹ đều cực kỳ đơn giản, chiêu số trước mắt quá mức phức tạp, liếc mắt nhìn liền choáng đầu hoa mắt, đổi lại hắn, chỉ có thể chạy trốn tránh né, căn bản không có cách nào ngăn cản. Những người khác nghe nói như thế đồng thời gật đầu, từng cái cau mày, dường như cũng suy nghĩ phương pháp phá giải rất nhanh tất cả đều bất đắc dĩ lắc đầu trừ khi tu vi vượt qua đối phương nếu không khó giải đồng loạt nhìn sang thanh niên chỉ có thánh vực cửu trọng kia chỉ thấy vẻ mặt hắn mê man đang không biết như thế nào cho phải nên chạy trốn hay nên nhận thua đột nhiên thân thể run lên nghĩ tới cái gì bỗng nhiên đi vào trong bông tuyết rõ ràng chui vào tuyết lớn đầy trời nhưng tuyết đầy trời lại không dính vào trên người sau một khắc năm ngón tay lật qua lật lại đè xuống bông tuyết trong nháy mắt bị dẫn dắt giống như tạo thành một tuyết cầu bành trọng khánh bay ngược ra miệng phun máu tươi chỉ một chiêu thua cái này đại nho chung quanh đều lông mày nhảy loạn triệt để bối rối thân là đại nho đường siêu cấp cường giả đè thấp tu vi thậm chí cao nhất cái cấp bậc cùng tân sinh đối chiến đều bị đánh bại dễ dàng cái tên này đến cùng làm sao làm được Chiêu số của đối phương, mọi người nhìn, bình thường không có gì lạ, nhưng mỗi một chiêu đều nhắm thẳng vào đại đạo, đổi lại bọn họ muốn phòng ngự cũng không làm được. Trên thế giới lại có loại võ công lợi hại này, Phan Tiểu Húc học từ ai? Không chỉ bọn họ khiếp sợ, Phan Tiểu Húc nhìn bàn tay mình cũng khó tin. Trước sơn phong, hắn bị người kêu đi, sau đó hôn mê, tỉnh lại là đến nơi này. Vừa rồi cảm thấy trọng khánh đột nhiên ra tay, có chút không nói lý bản thân khẳng định không đỡ được, lại đột nhiên phát giác trong đầu nhiều ra một đoạn ký ức. Ký ức liên quan tới kỹ xảo chiến đấu. Dựa theo nội dung trong đó sử dụng, nhẹ nhõm đánh bại trọng khánh. Ta là Trương Huyền, mượn thân thể ngươi dùng một chút, xử lý một số chuyện, đoạn ký ức này là đền bù, không nên tiết lộ ra ngoài. Đang nghi ngờ, trong đầu vang lên một thanh âm nhàn nhạt. Chính là người lúc trước kêu hắn đi lưu lại. Trương Huyền, chẳng lẽ là, cổ thánh trong lòng hắn chấn động. Có thể ở trong lòng hắn lưu lại ký ức, hơn nữa không tổn thương mảy may. Trừ cổ thánh, không có người có thể làm được. Thậm chí cổ thánh của gia tộc bọn họ cũng không làm được, có thể nói, vị này thực lực mạnh mẽ, ở trong cổ thánh cũng là đỉnh phong. Loại người này hoàn toàn có thể nhất niệm xóa bỏ hắn, lại không làm như vậy, đưa cho chỗ tốt. Chứng minh không phải làm ác, đã như vậy, dù nghi ngờ mục đích đối phương đi vào đại nho đường, cũng không cần thiết nói ra sự tình của cổ thánh tự có cổ thánh xử lý mình chỉ là thánh vực cửu trọng thật nói cũng chưa chắc có người tin tưởng hoàn toàn tiêu hóa ký ức đối phương lưu lại phan tiểu húc tràn đầy vui sướng lần nữa nhìn về phía mọi người trước mắt còn có muốn thăm dò tu vi của ta không ra tay đi không yên lòng các ngươi cùng tiến lên cũng được có những kỹ xảo chiến đấu này vừa rồi lại thí nghiệm không có sai lầm chút nào chiến ý lập tức đại tăng muốn kiểm tra một chút đến cùng tiến bộ bao nhiêu. Thấy một tân sinh tùy tiện như vậy, đám người mật tuyên liếc mắt nhìn nhau, riêng phần mình đè thấp tu vi, đồng loạt sông tới. Hơn 30 hô hấp sau, một đám đại nho nằm trên mặt đất. Nhìn hai tay của mình, Phan Tiểu Húc kích động hốc mắt đỏ hồng. Thiên phú cùng thực lực của hắn, ở trong chư tử bách gia chỉ có thể nói chung du, tình huống bình thường, lần khảo hạch này, rất khó thông qua, không nghĩ tới được cổ thánh yêu ái, truyền thụ kỹ xảo chiến đấu, đè đánh một đám đại nho. Loại thành tựu này, trước đó tuyệt không dám nghĩ. Tùy tiện tiếp nhận ký ức, đã lợi hại như vậy, vậy thực lực của vị cổ thánh này, rốt cuộc mạnh bao nhiêu? Trương huyền cổ thánh, đến cùng là vị nào? Nhịn không được tâm đáng thần trì, hướng về không ngớt. Chư tử bách gia không có họ trương, đương nhiên, cái tên này đến cùng phải thật hay không, hắn cũng không rõ ràng, chỉ biết mình học được tài nghệ của đối phương, tương đương với tiếp nhận ân tình của đối phương từ nay về sau, người chính là ân sư cả đời của ta, sẽ không thay đổi. Phan Tiểu hút ngầm hạ quyết định. Hô, một bóng người chậm rãi hướng về phía trước, rõ ràng đi trong đám người, lại không một người phát hiện, hình như không gian bốn phía xuất hiện vặn vẹo, ánh sáng căn bản chiếu không tới trên người hắn. Chính là Trương Huyền đi vào đại nho đường. Mục đích của hắn là lặng yên không một tiếng động đi vào nơi này, hiện tại đã đi tới, liền không cần thiết tiếp tục ngụy trang cho nên đi không bao xa, liền phóng thích phàn tiểu húc ra, sợ chuyện lúc trước để lộ, còn đặc biệt cho một đoạn ký ức. Được phu hồn sư truyền thừa, trồng vào ký ức, mà không làm thương hại đến bản tôn, đối với hắn mà nói, dễ như trở bàn tay. Còn người sau dùng đoạn ký ức này, có thể chiến thắng bao nhiêu người, cuối cùng có thể nắm giữ sức chiến đấu như thế nào, hắn chẳng muốn so đo. Loại truyền thụ như quán đỉnh này, tuy có thể khiến người ta trong thời gian ngắn sức chiến đấu đại tăng, nhưng cẩn thận nói đến, vẫn không bằng đám người phàn tiểu phong được vô số thực chiến tới vững chắc. Nói cách khác, trong thời gian ngắn, phàn tiểu húc có thể vượt qua hai người, nhưng kèm theo thời gian trôi qua, hai người vô cùng có khả năng vượt qua hắn, càng ngày càng mạnh. Đương nhiên, lúc này hắn có thể đã dò xét được bí mật của khổng sư, rời đi nơi đây. Không đi nghĩ chuyện này, tiếp tục đi về phía trước, dọc theo kiến trúc của đại nho đường dạo qua một vòng, con mắt rơi vào một gian phòng cao lớn từ đường thánh nhân nếu có bí mật mà nói hẳn ở đây lông mày trương huyền dương lên xuất hiện ở trước mắt là kiến trúc đặc thù danh sư đường không có từ đường thánh nhân bên trong chỉ trưng bày tượng khổng sư dùng để tế tự muốn nói có bí mật gì muốn dò xét hẳn chỉ có nơi này rõ ràng điểm ấy trương huyền hít sâu một hơi chậm rãi đi về phía trước ông còn chưa tới trước mặt liền cảm thấy một đạo hào quang rơi xuống dường như có trận pháp dò xét được không gian phong cấm, phát hiện hắn ẩn giấu ở trong hư không. Âm âm, ngay sau đó, một bàn tay khổng lồ xé rách không gian, bắt về phía hắn, còn chưa tới đến trước mặt, không gian không ngừng sụp đổ, toàn bộ thế giới như sắp nổ tung. Hết chương 3528, chương 3529, từ đường thánh nhân, không nghĩ tới che giấu tốt như vậy cũng bị phát giác, vẻ mặt ngưng lại, trương huyền bỗng nhiên co rụt, một quyền đánh lên. Dù hắn vẫn không có đột phá đến cổ thánh, nhưng sức chiến đấu đã có thể so với tích huyết trùng sinh. Chân khí dọc theo kinh mạch bắn ra ở trước mắt tạo thành một thiên la địa võng to lớn. Ầm. Um, quyền trưởng đối đầu, trương huyền lắc lư một cái. Chủ nhân nắm đấm vậy mà không yếu hơn hắn, cũng là tích huyết trùng sinh. Không thể ngạnh chiến. Mục đích tới đây là tìm kiếm tin tức khổng sư bắt lấy thần linh, mà không phải tới quấy rối, tránh khỏi phiền phức, nhất định phải tốt chiến tốt thắng nếu không bị cổ thánh của chư tử bách ra phát giác, muốn thuận lợi rời đi liền không dễ dàng như vậy. Bàn tay run lên, lòng cốt thần thương xuất hiện, ẩn chứa khí thức toàn thân, phá không đâm tới nắm đấm. Trong tích tắc, không gian xuất hiện vết rách nhỏ bé, tựa như cây kim đâm vào da, tuy uy lực cực mạnh, nhưng không có năng lượng tán giật ra ngoài, thậm chí cách từ đường 10 mét, không tận mắt thấy, cũng phát hiện không ra có cổ thánh ở đây chiến đấu. Bành! Nắm đấm cùng thần thương đối đầu, người sau giường như bị thương, bàn tay lùi về, Trương Huyền bỗng nhiên vào tới, một cước đạp vào. Xuất hiện ở trước mắt là đại điện rộng rãi, chính giữa đứng sừng sướng tượng khổng sư, phía trước một người mặc khôi giáp, vẻ mặt nhìn về phía hắn, trong mắt ẩn chứa sát khí. Vừa rồi công kích, đúng là hắn thả ra. Đây là, sư tử kim binh, Trương Huyền nhíu mày, sửng sốt. Vốn cho rằng là cao thủ của đại nho đường thủ hộ từ đường, không nghĩ tới chỉ là một hộ vệ do chữ biến hóa thành. Thứ này, trước đó ở di tích nhiễm cầu cổ thánh nhìn thấy qua một lần. Một chữ, liền có sức chiến đấu của cổ thánh tam trọng, chẳng lẽ là Khổng sư lưu lại. Trong lòng Trương Huyền khiếp sợ. Thực lực Khổng sư, cổ kim đệ nhất, hắn cũng không phủ nhận, thật không nghĩ qua thế mà mạnh như vậy. Viết một chữ, liền nắm giữ lực lượng cổ thánh tam trọng tích huyết trùng sinh, cùng mình đối đầu cũng không rơi vào thế hạ phong. Nếu như viết một mảng lớn chẳng phải thiên hạ không có gì có thể ngăn cản. Ý nghĩ này vừa ra, ngay sau đó lắc đầu. Sư tử Kim Minh, dù rất lợi hại, nhưng cũng không phải tùy tiện liền có thể viết ra, không chỉ lý giải thư pháp có yêu cầu cực lớn, còn cần chân khí cùng tinh huyết tẩm bổ, lấy thực lực của hắn bây giờ, cũng nhiều nhất viết ra cấp bậc bất hủ cảnh đại viên mãn, số lượng không cao hơn ba cái. Nhiều hơn nữa, cũng làm không được. Mạnh hơn cũng chỉ là một chữ. Thần thức lan ra, phát hiện mới vừa rồi chiến đấu, cũng không dẫn tới những người khác chú ý, Trương Huyền thở phào nhẹ nhóm, lông mày nâng lên, cũng không chậm trễ, tiến về phía trước một bước, lại một thương đâm tới. Liên tục vài cái, mũi thương hội tụ lực lượng, hình thành một dòng xoáy xoay tròn. Thương pháp của hắn phù hợp đại đạo, thoạt nhìn đơn giản, thực tế thi triển ra thiên biến vạn hóa, để cho người ta không thể nào phòng ngự. Vì tốc chiến tốc thắng, lần này Trương Huyền không có biện pháp dự phòng, Chân khí toàn thân dọc theo kinh mạch lao nhanh, tản mát ra lực lượng có thể so với cường giả phá toái hư không, không đến hai cái hô hấp, sư tử kim binh trước mặt liền bị đánh tan, lần nữa biến thành một bãi mực nước, biến mất ở trước mắt. Vội vàng ngẩng đầu, ngay sau đó nhìn thấy biến thành một chữ nho to lớn, rơi vào trên vách tường sau lưng tượng. Thấy chữ này tấn công xong thì không có công kích khác, cũng không có trận pháp, Trương Huyền đi tới trước tượng khổng sư bái vài cái, lúc này mới nhìn lại bốn phía. Vừa rồi sư tử kim binh, có lẽ giống như ở di tích nhiếm cầu cổ thánh, thuộc về một loại khảo hạch, đánh tan nó, mới có tư cách ở lại chỗ này. Trong từ đường trống rỗng, chỉ có một bức tượng, bên cạnh cửa là hành lang, trên vách tường tràn đầy phù điêu. Đây là cuộc đời của khổng sư. Ánh mắt trương huyền sáng lên. Phù điêu trước mắt, điêu khắc chính là cuộc đời của khổng sư, từ lúc vừa ra đời bắt đầu, dọc theo các mốc thời gian chậm rãi hướng về phía trước con mắt rơi ở phía trên, linh hồn của Trương Huyền phảng phất như rơi vào trong đó, xuyên qua thời gian cùng không gian ràng buộc, kèm theo khổng sư, trải qua một đời ầm ầm sóng dậy của hắn. Khổng sư Giáng sinh, không hề giống như trong truyền thuyết là trời sinh thánh vực, bất luận từ nơi nào nhìn, đều hết sức bình thường, nhiều nhất thông minh hiếu học, thích xem sách. Lúc đó dị linh tộc thống trị đại lục, địa vị của nhân tộc cực thấp, từ mới đầu bình thường, sau đó phảng phất như khai ngộ, tu vi đột nhiên tăng mạnh, trong một năm đột phá võ giả cửu trọng, hóa phàm cửu trọng thậm chí thánh vực cửu trọng. Tốc độ tiến bộ so với hắn cũng không hề yếu. Tu vi một đường trưởng thành, khổng sư không ngừng bước đi, chinh chiến các quốc gia, giải cứu nhân tộc từ trong tay dị linh tộc ra, trong lúc đó, truyền bá lý niệm sư đạo, thu nhận học sinh, thành lập danh sư đường, truyền thụ thiên hạ. Dị linh tộc cảm nhận được uy hiếp, nên ra sức vây quét, cùng rất nhiều môn đồ bị vây ở Trần Thái mấy tháng suýt chút nữa không cách nào chạy trốn, ở dưới nguy cơ, sáng chế xuân thu đại điển, đột phá cổ thánh, một lần phá vỡ khốn khó, thậm chí thiết kế phục sát ngoan nhân, triệt để đuổi dị linh tộc vào cổ chiến trường, phong ấn nơi đó, lại không cách nào làm ác. Xem ra khổng sư đột phá cổ thánh, cũng không phải là lĩnh ngộ thời gian pháp tác. Một đường tiến lên, trương huyền một bên suy tư. Xuân thu đại điển, ẩn chứa thời gian bí ẩn, khổng miếu hắn cũng đi qua, bên trong tốc độ thời gian trôi qua, cùng ngoại giới xác thực không quá tương đồng. Nhiễm Cầu Cổ Thánh đột phá, Lĩnh Ngộ hẳn là thương pháp, Khư Ngô Cổ Thánh lĩnh ngộ không gian. Trước đó một mực suy đoán, Khổng Sư lĩnh ngộ cái gì, hiện tại xem ra, hẳn là thời không, mà không phải chỉ là thời gian. Trương gia tiên tổ, chính là lĩnh ngộ thời gian thành tựu cổ thánh, thực lực cực mạnh, nhưng so sánh với vạn thế chi sư, lại kém không biết bao nhiêu. Trong lòng nghi ngờ, tiếp tục nhìn tới đuổi dị linh tộc vào cổ chiến trường, bọn họ tế tự triệu hồi ra thần linh, sau đó khổng sư bắt đối phương. Nhìn thấy cảnh này, hô hấp của Trương Huyền hơi gấp rút. Mục đích tới đây chính là vì tìm cái này, không nghĩ tới sắp biết đáp án. Vội vàng nhìn xuống dưới, trên phù điêu điêu khắc, khổng sư mang theo thần linh rời tổng bộ danh sư đường, đi tới một chỗ vắng vẻ. Nơi này có chút hoang vu, linh khí cũng rất mỏng manh, hầu như không nhìn thấy kiến trúc cùng thành thị ra dáng đi tới nơi này, thần linh cũng không biết là bị giết hay như thế nào, không thấy tung tích, khổng sư dường như bị thương, dừng ở tại chỗ tu dưỡng. Phía sau một chỗ phủ điêu, thì điêu khắc đi vào một tiểu thế giới, đoán không sai, hẳn là côn hư cảnh của chư tử Bách Gia. Đây là bước cuối cùng. Côn hư cảnh, chẳng lẽ? Nhìn thấy bia đá cuối cùng là côn hư cảnh, Trương Huyền lần nữa nhìn về phía vị trí hoang vu mà khổng sư dẫn thần linh đi, nhìn kỹ phút chốc, Trương Huyền nheo mắt nơi này hắn nhận thức. Chính là, thiên huyền vương quốc. Hết chương 3529. Chương 3530, gặp lại nhan thanh cổ thánh. Chẳng lẽ vị trí côn hư cảnh của chư tử bách gia này, cũng không phải khổng sư sáng tạo. Trong lòng trương huyền hơi động, chư tử bách gia rời danh sư đại lục, sinh hoạt ở trong tiểu thế giới khổng sư làm ra, trước khi đến chỉ biết như thế. Bởi vậy sau khi ở thiên huyền vương quốc phá vỡ phong ấn đi vào, cũng không cảm thấy kỳ lạ, nhìn thấy phù điêu trước mắt giờ mới hiểu được dường như cũng không phải như vậy tiểu thế giới này hình như tuyên cổ tồn tại cũng không phải là khổng sư sáng tạo khổng sư ghi chép từ nơi này biến mất chẳng lẽ có liên hệ gì tới đi vào thượng thương tiếp tục đi về phía trước sau phù điêu là gian phòng cực lớn trên mặt tường tràn đầy bích họa viết sự tình cường giả chư tử bách ra đi tới tiểu thế giới này làm ra rất nhiều cống hiến giống như suy đoán, thanh nha mạch quả thực là một vị cổ thánh bồi dưỡng ra, chẳng qua không phải tử trì cổ thánh, mà là một vị hậu nhân của hắn, trải qua hơn vạn năm cải tiến mới có hiệu quả hôm nay, dù không tu luyện, trưởng thành cũng có thể đi đến cảnh giới tông sư. Thiên phú cao hơn, tốc độ tu luyện càng nhanh. Xem xong bích họa, Trương Huyền càng thêm nghi ngờ. Nơi này không còn bất kỳ ghi lại nào sau khi khổng sư mất tích, hình như là triệt để đi, không còn bất cứ tin tức gì cuối gian phòng không có vật gì khác nữa, lại chuyển một hồi, Trương Huyền tràn đầy bất đắc dĩ. Nơi này cũng không phát hiện càng nhiều manh mối. Đang muốn rời từ đường, đi tìm manh mối khác, thân thể đột nhiên nhoáng một cái, giấu ở đằng sau cửa, đồng thời ở xung quanh thân thể sắp đặt ra 10 cái phong ấn, trong chốc lát thân ảnh biến mất, như chưa hề xuất hiện qua. Dầm, vừa nấp kỹ, tiếng bước chân vang lên, vài bóng người đi vào. Xuyên thấu qua cửa bên, Trương Huyền lặng lẽ nhìn lại. Cầm đầu lại là người quen biết cũ, nhan thanh cổ thánh. Mấy người sau lưng cũng đều biết là những người lúc trước ở khổng miếu vây quét thần dung hoàng. Thực lực của hắn bây giờ, thêm vào lĩnh ngộ không gian, ẩn núp đi, chỉ cần không chủ động phóng thích khí thức hoặc cùng người khác câu thông, những cổ thánh này là không phát hiện được. Hiện tại trạng thái của bọn họ dường như không tốt lắm. Không giống trước đó nhìn thấy, ban đầu ở khổng miếu mấy vị này mỗi cái khí tức ngập trời, có lực lượng cùng uy nghiêm của cổ thánh, mà bây giờ, từng cái khí lực suy bại, bất luận dung mạo hay chân khí đều cho người ta một loại cảm giác tùy thời sụp đổ. Loại cảm giác này, có chút tương tự trương hoàng thiên trước đó, phảng phất như tuổi thọ đi đến cuối. Chuyện gì xảy ra? Trương huyền tràn đầy kỳ lạ. Trong khổng miếu, bọn họ vây quét thần dung hoàng, tuy chiến đấu quyết liệt, không ít người bị thương, nhưng đều không tính quá nặng, cho đầy đủ thời gian mà nói, có thể nhẹ nhõm khôi phục, không đến mức lưu lại tai họa ngầm quá lớn, làm sao ngắn ngủi mấy tháng không thấy, tất cả đều bộ dáng này. Đặc biệt là nhan thanh cổ thánh, sắc mặt dạ yếu, ánh mắt cũng ảm đạm xuống, giống như gần đất xa trời, bất cứ lúc nào cũng sẽ tử vong. Khụ khụ, trong lòng đang kỳ lạ, thanh âm ho khan vang lên, khóe miệng nhan thanh cổ thánh tràn ra máu tươi. Nhan thanh, một vị cổ thánh tràn đầy lo lắng nhìn qua, còn chịu đựng được nhan thanh cổ thánh lắc đầu, cưỡng ép khống chế thương thế trên người, xoay đầu lại. Tế bái xong liền bắt đầu đi. Khẳng định phải làm như thế. Ừm, chỉ có thể như vậy, đây là sứ mệnh của chư tử bách gia chúng ta, cũng là trách nhiệm. Nhan thanh cổ thánh lắc đầu, trên mặt không vui không buồn, không nói thêm lời, không người hành lễ với tượng khổng sư, tiến hành tế bái. Chí thánh tiên sư, tại hạ là huyền tôn thế hệ thứ 73 của tử huyên cổ thánh, nhan thanh, tuân thủ cổ huấn, tận hết chức vụ, chưa hề có một ngày lười biếng, hiện tại khổng miếu mở ra, đã đi đến điểm tới hạn mà tổ tông truyền miệng, không cho phép lùi bước, chúng ta nguyện ý dâng hiến sinh mệnh, mong tiên sư ở trên nhận được tin tức, phù hộ hậu nhân. Nhan thanh cổ thánh quỳ trên mặt đất, thần thái cung kính. Tượng khổng sư hình như không có bất kỳ ý thức gì, không nhúc nhích, yên tĩnh như cũ. Tê bái xong, mọi người đứng dậy, nhan thanh cổ thánh thoạt nhìn càng thêm suy yếu đi qua đi ừm trong mắt mọi người đều lộ ra bất đắc dĩ lại không nói gì đồng thời xoay người điểm giới hạn dân hiến sinh mệnh thấy bọn họ rời đi trương huyền bỏ đi cấm chế ở chung quanh thân thể không hiểu ra sao dựa theo tình huống bình thường những cổ thánh này hẳn là ngủ say làm sao tới nơi này nói những lời kia thương thế trên người lại là chuyện gì xảy ra trước đó không phải nghe nói bọn họ ở khổng miếu tiến hành chữa trị chẳng lẽ chữa trị khổng miếu cũng sẽ thổ thương. Trương huyền kỳ lạ, theo sát ở phía sau đi ra ngoài. Long cốt thần thương, giúp ta che giấu khí tức. Bàn tay run lên, thần thương lần nữa biến thành đai lưng, bao phủ toàn thân, trong chớp mắt cả người giống như rút nhỏ, không có nửa điểm khí tức tiết lộ, cường giả tích huyết trùng sinh đỉnh phong cũng không thể phát giác. Hiện tại sức chiến đấu của Trương Huyền, dù có thể so với tích huyết trùng sinh, nhưng không có đột phá đến cổ thánh, trên khống chế lực lượng còn có chút yếu, duy trì bất hủ cảnh đại viên mãn không khiến người ta phát hiện thì được, còn theo dõi cường giả đỉnh phong nhất đại lục, rất dễ bị dò xét ra. Long cốt thần thương thôn vệ long huyết, chỉ thiếu chút nữa liền đột phá đến phá toái hư không, sức chiến đấu chân chính còn cường đại hơn nhan thanh cổ thánh không ít, để nó hỗ trợ, đối phương lại nhạy bén cũng không có cách nào biết. Rời từ đường thánh nhân, nhìn thấy đám người nhan thanh cổ thánh bay lên bầu trời, xé rách không gian, theo sát phía sau phi hành không biết bao xa, đi tới một đài cao. Phía trên giống tuyết, không có cái gì. Không gian nơi này, di động tính thật nhanh. Rơi vào phía trên, Trương Huyền nhíu mày. Nhìn bằng mắt thường, trước mắt cực kỳ yên tĩnh, nhưng hắn lĩnh ngộ không gian đến tình trạng chân giải có thể tùy tiện cảm nhận được, vùng trời trước mắt nhanh chóng di động, không ngừng biến hóa, hình như bất cứ lúc nào cũng sẽ không chịu nổi, triệt để sụp đổ. Mấu chốt nhất là, không gian sau lưng cho người ta một loại cảm giác dùng mình tựa như một loại lực lượng đặc thù đến từ linh hồn bắt đầu đi đứng vững phương vị nhan thanh cổ thánh nói mọi người gật đầu đồng thời cắn răng vừa định thi triển lực lượng nơi xa một cơn gió mạnh gào thét hai bóng người thẳng tắp bay tới nhìn thấy lúc này có người tới mọi người dừng lại đồng loạt nhìn qua trương huyền cũng xoay đầu lại hô thân ảnh hạ xuống đi đầu là một nữ hài người cao thon, mái tóc đen nhánh bồng bềnh ở bên hông, cho người ta một loại cảm giác phiêu giật, thoạt nhìn 20 tuổi, đôi mắt đẹp mang theo lo lắng. Phía sau nàng là một thanh niên khoảng 20 mấy tuổi, mặc áo xanh, Trương Huyền vừa vặn biết, chính là Nhan Tiết. Sao các ngươi lại tới đây? Thấy là hai người, Nhan Thanh Cổ Thánh sầm mặt lại. Ta thân là hậu nhân của khổng sư, xuất hiện loại tình huống này, làm sao có thể không tới? Tiến về phía trước một bước, trong thanh âm của nữ hài mang theo mùi vị không cho cực tuyệt. Hậu nhân của khổng sư, trương huyền sướng sờ, chẳng lẽ chính là khổng thi giao trong truyền thuyết. Hết chương 3530. Audio điện tử võ tấn bền. Hết tập 145.